ghi âm rồi ha. Dạ. À, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Mấy em biết Huy Thuận có nghe cô nói không nè? Thuận ơi. Dạ có cô. Rồi mấy bạn biết điểm thi thử chưa? Điểm thi thử biết chưa? Dạ rồi cô. À, nhà trường thông báo qua đâu vậy? Cô giáo gửi danh sách đó cô. À, cô giáo gửi danh sách về cho lớp biết phải không? Thì tình hình thi thử của lớp mình á là nhìn chung là cô rất là hài lòng, bởi vì có một cái sự đầu tư làm bài nghiêm túc, không có cái tình trạng quá bê bối. Vậy cho nên nhìn kết quả chung á thì thấy tốt đó. Thì cái điểm lần này cô chấm không có rộng rãi như là điểm thi học kỳ. Lý do là điểm thi học kỳ là có tính vô học bạ ha, thì chấm thoáng. Còn bây giờ chấm sát để cho mình biết được cái lực thực lực của mình. Trong lúc mà thi tốt nghiệp á, người ta cũng chấm sát như vậy ha. Nói chung thì khi mà các em làm bài thì được khen dữ lắm. Khen là có chăm chút trong bài làm của mình. Có những cái lớp mà nó chỉ làm cái phần đọc hiểu rồi nó bỏ luôn. Nhưng mà lớp mình thì cấm cuối làm. Cô Dung gác phải không? Cô Dung khen lớp mình nhiều lắm á. Đó thì chất lượng làm bài nhìn chung là hài lòng. Thế bây giờ công việc đầu tiên của chúng ta là sửa bài nha. Công việc thứ hai là chúng ta sẽ đi vào cái phần hoàn thiện cho xong cái phần bài thơ Tây Tiến nha. Rồi sau đó thì sẽ vào bài thơ sống. Nếu mà xếp hạng ưu tiên á thì mình sẽ xét về thơ, mình sẽ ưu tiên hai tác phẩm đó trước. Rồi buổi hôm sau mình sẽ tiếp tục ôn về đất nước với lại Việt Bắc như là một cái giải pháp phòng hờ. Ví dụ như người ta có cho lại thì mình cũng có kiến thức để mình làm ha. Rồi dư thời gian công việc thứ ba của chiều hôm nay là luyện thêm một hai cái đề đọc hiểu, chỉ có cái phần đọc hiểu thôi. Rồi ha, giờ cô bắt đầu sửa bài nha. Thì mấy bạn hiện không biết có nhớ đề hay không, cho nên cô có cho hiển thị cái đề bài ở đây. Các bạn thấy rõ không nè? Phương Uyên Lê, thấy rõ đề không? Để thấy. Ừ, thấy ha. Bạn khi mà các bạn nói chuyện đó thì người này nói, người kia có nghe được giọng nói không Uyên, hay là chỉ có dạ, mỗi nghe, nghe bạn bè nói với nhau được đúng không? Dạ. Ừ, thế bây giờ bạn Uyên có thể xê dịch cái đề hay là chỉ cô có quyền xê dịch thôi? Có cô xê dịch được. Mấy bạn không có xê dịch được đúng không? Rồi cô nhờ Nhật Quyên đọc giùm cô nè. Dạ thưa cô, là một viên sỏi nhỏ cũng có thể làm xáo trộn, xáo động cả vùng nước. Nhỏ thôi nhưng khi ta biết đưa một điều công cốc thì lan tỏa của nó gần như là không thể giới hạn. Nhỏ thôi nhưng khi ta làm một điều xấu, ý xấu của nó lan tỏa chẳng gì có thể ngăn được. Người xưa nói, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm, đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Khi biết tránh làm điều ác, biết gieo mầm thiện, cho dù nhỏ thôi thì ta cũng có cơ hội để trở thành người tử tế qua một ngày lớn lên. Như những vòng tròn đồng tâm lan rộng, ta sẽ hấp cho cuộc đời mình theo cách nhẹ nhàng và lãng mạn. Tỏa lan năng lượng tích cực, tạo nên những con sóng dù nhỏ nhưng cũng có thể đánh động cả tự nhiên, để tất cả biết được rằng ta đang thực sự sống. Cuộc sống cũng nhắc ta không ngừng hành động, ta khởi sự. Một việc dù nhỏ thì cũng có thể tạo ra những làn sóng tỏa lan, những vòng tròn đồng tâm nối nhau sống động. Đôi khi ta ném xuống mặt bến sông tĩnh lặng là tâm hồn ta một viên sỏi nhỏ để nhắc mình sống, nhắc những điều tốt cần được thực hiện, nhắc dám đối đầu với những kẻ ác và những hành động không tử tế. Khi còn trẻ là khi ta cần lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho những người xung quanh, cho bè bạn, cho ánh sáng đẩy lùi bóng tối, chiếc mây xuyên qua những tầng mây. Nhà nhân, nhà xuất bản Văn Học, năm 2016.
Ừ, rồi bạn đã đọc xong cái phần ngữ liệu rồi đó. Ngữ liệu là trích trong một cái sáng tác của Hà Nhân. Thế bây giờ với cái nội dung như thế này đó, thì đầu tiên hết là mình sẽ tham khảo cách trình bày nha. Cô giới thiệu cho các em cũng là phần trình bày của lớp mình. Thế mình thấy bài bài này có ưu điểm gì nè, cái cách trình bày như thế này nè có ưu điểm gì nè, mời Huy Thuận. Cô là chữ đẹp dễ nhìn thấy Rồi rõ còn còn cái gì sáng giá nữa không, còn gì ràng. chỗ nào Dạ, cô sáng giá? là có gạch đầu dòng. Có gạch đầu dòng không? Phải gạch đầu dòng, có gạch chân. Cô dùng bút không em? Không 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 cần, có gạch chân cho nên là các câu trả lời rất là rõ ràng ha. Giải pháp thứ nhất là cả lớp chọn là mình có thể gạch chân ở câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 rồi ha. Rồi bây giờ tham khảo thêm nè, đây cũng là một bài của lớp mình nè, cũng trình bày vừa gạch chân nhưng mà cũng vừa tách ra một dòng, như vậy nội dung của mỗi phần sẽ rất là nổi bật đúng không cả lớp đó. Đây, phần trình bày này cũng đẹp mắt vô cùng. Vậy thì lưu ý đầu tiên về cách trình bày á, mình sẽ học hỏi ba bạn này nha. Có đoán được tên ai không? Có bạn nào nhận thấy bài của mình trong đấy không? Lên tiếng đó nè. Có ai tự tin lên tiếng không? Rồi, không lên tiếng. Giấu hết trơn. Thế khi mà trình bày thì nhớ lời cô dặn, bởi vì giám khảo người ta chấm, người ta rất là mỏi mắt, chấm một cái thời lượng dồn dập mà bài rất nhiều, mà nếu mà mình không làm sáng rõ đó thì người ta có thể chấm sót ý của mình. Đó là cái việc mà cô lưu ý nha. Rồi thế sửa trong cái phần đọc hiểu á, câu số 1 thì ai cũng trả lời đúng, không ai trả lời sai hết. Phương thức biểu đạt chính là phương thức nghị luận. Thì cô chấm hai lớp thì không có lớp nào trả lời sai. À, tốt rồi ha, cho qua nha. Rồi, cái bài lúc nãy á, chúng ta thấy khi mà cô hai đó hỏi là theo tác giả thì theo tác giả thì khi chúng ta biết tránh làm điều ác cho dù nhỏ thôi thì ta có thể ta sẽ được những gì, thì mình sẽ tìm trong cái đề những cái ý cần thiết thôi. Cái bài mà cô đang hiển thị đó có một cái hạn chế gì? Mai Hân, câu số 2 của cái bài này thì có điều gì rút kinh nghiệm? Mai Hân, Hân ơi, bạn giờ ư? Câu 2 có gì rút kinh nghiệm? Từ cái bài làm này mình rút kinh nghiệm cái gì nào? Không thấy hả? Thấy cái chỗ cô gạch không? Mình phải viết theo lời của bạn như tiếp theo. Trích đủ thôi, cái này là bạn trích dư, dẫn ra dư. Vậy thì sẽ tùy vô lòng nhân đạo của người chấm nha. Người ta khắt khe, người ta có quyền trừ điểm mình. Đó. Ê, mình thận trọng trích đủ thôi, đừng có sa đà trích nhiều quá, người ta bực mình ha. Chấm văn mà, nó thuộc vô cảm tính lắm. Rồi, cái câu số 3. Câu số 3 ở trong đề là người ta trích ra một cái hai câu, trích ra hai câu hỏi mình xác định tên phép tu từ, rồi hỏi mình tác dụng của phép tu từ đó. Ở đây là trích ra hai câu. Thế câu trả lời của bạn mình là điệp từ đúng hay sai? Anh Thùy, Thùy ơi, Thùy ơi, rồi rồi bạn Nhật Quyên nè, Nhật Quyên. Dạ đây cô. Ừ,
trả lời cho cô coi. Câu số 3 là xác định phép tự tự, vậy đúng hay sai? Dạ con cũng chọn điện nữ ạ. Này phải trả lời điện từ. Đúng không? Dạ con nghĩ điện nữ ạ. Nghĩ điện nữ hả? À, nhỏ thôi nhưng, nhỏ thôi nhưng. Như vậy là nó lặp lại ở hai câu. Vậy thì mình sẽ trả lời không phải điệp từ mà không phải điệp ngữ luôn, mà là điệp cấu trúc câu. Tại vì nó sử dụng ở cả hai câu luôn. Trong cái đoạn này mình thấy có hai câu. À, điệp nhỏ thôi nhưng là bắt đầu ở đầu câu thứ nhất, rồi nhỏ thôi nhưng là bắt đầu ở đầu câu thứ hai. Rồi nếu mà gọi tên đó, thì mình sẽ gọi là điệp cấu trúc. Cái cấu trúc câu nó giống nhau. Rồi cả lớp có nhận thấy không nào? Điệp từ với điệp ngữ đó thì hên xui. Nếu mà người chấm người ta rộng lượng á thì người ta chấm cho mình, chấm văn là hên xui nha. Nếu mà người ta khắt khe người ta trừ điểm mình. Đó thì phép điệp rất là thận trọng, cần phải nói cho đúng điệp từ, điệp ngữ hay là điệp cấu trúc. Thì ở đây nói điệp từ là không đúng rồi, bởi vì nó có hai từ lận, hai từ trở lên thì mình không nói là điệp từ, mình nói là điệp ngữ. Nhưng mà nếu cái cụm từ đó nó sử dụng ở một cái vị trí nào đó ở câu này, rồi nó lại sử dụng tiếp ở vị trí đó ở câu 2, mình thấy cái cấu trúc câu của cả hai câu này nó giống nhau, thì mình sẽ chọn là điệp cấu trúc câu, chứ chọn điệp từ điệp ngữ là hên xui nha. Hên xui, nếu mà người chấm người ta rộng lượng, người ta chấm cho mình, người ta chặt chẽ, người ta có quyền trừ điểm mình. À, giám khảo chấm xong tranh luận cũng dữ lắm á. Rồi bây giờ nói, nếu mà chuyển qua cái phần tiếp theo, tác dụng của phép tu từ. Cái này là 075 nè. Nếu mà nói xác định sai cái tên của phép tu từ mà nói đúng và hiệu quả thì giám khảo cũng sẽ cố gắng đi tìm cái đúng mà chấm. Thế bây giờ thấy nhấn mạnh những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn nè, đồng thời thể hiện đây, cô khi mà cô chụp hình cô chụp sót rồi. Thế bây giờ trong cái đáp án đó thì yêu cầu nói về hiệu quả, về nội dung á là nhấn mạnh con người phải hướng thiện, tránh xa những điều ác để lan tỏa tình yêu thương ra cộng đồng. Đó, nhấn mạnh hai điều, thứ nhất là phải hướng thiện, làm những điều thiện, thứ hai là phải tránh xa những điều ác để lan tỏa tình yêu thương ra cộng đồng. Đó, đó là hiệu quả về nội dung ha. Cái phần để lan tỏa tình yêu thương đó thì mình có thể thiếu cũng được, nhấn mạnh nên làm cái này và không nên làm cái kia, đó là cái quan trọng rồi ha. Rồi tiếp theo về hiệu quả về cái hình thức á, giá trị hình thức á, về cái lời văn á thì hầu như đa số mình đều bỏ qua. Thí dụ như trong cái bài cô hiển thị nè, quên mất cái hiệu quả về lời văn, các bạn có thấy không? Thì phép điệp, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc á, về nội dung là nó nhấn mạnh là đúng rồi, bạn có ghi từ nhấn mạnh, nhưng mà về hình thức á là các bạn quên mất tiêu, không chịu ghi, mất 025 ha. Vậy về hình thức thì nó làm cho cái lời văn nhịp nhàng, cân đối, hài hòa, đó là những cái điều mà chúng ta có thể sử dụng, có thể nói lời văn rất là hài hòa, cân xứng, nhịp nhàng để tạo nên một cái giọng điệu như thế nào đó nữa. Mình sẽ suy nghĩ xem giọng điệu phù hợp là giọng điệu gì. À, thí dụ như ở đây giọng điệu tâm tình ha, rất là nhẹ nhàng. À, đi vào lòng người để sức thuyết phục, đó giọng điệu tâm tình nhỏ nhẹ đi vào lòng người hay là nhẹ nhàng. À, thì các em chú ý, lớp mình chỉ có vài ba người là chú ý thể hiện được về cái giá trị hình thức, còn lại đa số là quên, không biết học sâu quên hết trơn. Học cô hướng dẫn xong cái tới chừng làm bài cái quên hết trơn cái phần giá trị và hình thức. Vậy là mỗi phút kinh nghiệm mình nhớ mình nói nha. Rồi câu tiếp theo, thông điệp mà anh chị rút ra được từ cái ngữ liệu trên. Như vậy mỗi người có thể chọn cho mình một cái thông điệp nào đó.
miễn là hợp lý ha. Thí dụ như là cần phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện nhân cách từng ngày để tránh làm điều ác. Thí dụ như là hành động, làm việc tử tế để lan tỏa sự yêu thương. Đó, mỗi người sẽ chọn cho mình một cái thông điệp, rồi mình sẽ lý giải ra cái thông điệp nó có ý nghĩa gì mà mình lại chọn. Các em cần phải lý giải ra, chúng ta thử tham khảo. Đây, cái câu này từ văn bản tôi rút ra được thông điệp rằng chúng ta cần phải thể hiện những điều tốt, dám đương đầu với những kẻ ác và những hành động không tử tế. Rồi, bài này là của bạn nào đây? Của bạn Mai Hân. Bạn Mai Hân được 875. Rồi, ở đây có chữ bởi vì rất là quan trọng nè. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta luôn cần phải phát huy. Rồi, cô chụp mất chữ rồi. Sẵn có đem nè, cô nói luôn nha. Phát huy giá trị bản thân, rèn luyện những phẩm chất, cách ứng xử tốt đẹp. Vì vậy, những hành động, những việc tốt chính là những bài tập để chúng ta cần thực hiện để gặt hái những thành công, đạt được mục đích của bản thân. Rồi, cái ý thứ hai bạn đề xuất, những việc tốt nó không phải chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp cho gia đình, giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Bạn mở rộng ý ra ha, tức là có phát triển cái ý từ giúp ích cho bản thân, nó giúp ích cho gia đình, cho xã hội. Đó, rồi bạn có dùng cái thao tác bác bỏ. Nếu như những kẻ ác hành động không tử tế, những cái ác hành động không tử tế thì sẽ gặp thử thách trong gai. Câu này bạn viết hơi bị khó hiểu nè. Đương đầu chống lại những việc ác, những sự cám dỗ là hành động mà ta cần phải thực hiện để góp phần xua đuổi bóng tối của cuộc sống, khai sáng con đường dẫn tới thành công. Thì cái ý số 3, cái dấu thập số 3 diễn đạt hơi bị khó hiểu ở cái câu đầu tiên nha. Còn cái câu sau đó thì nó rõ ràng rồi. Đó, ở đây chấm được cái sự kiến giải mà có phát triển ý, mình cần học hỏi từ bạn nha, và đưa ra nhiều lý lẽ, đưa ra nhiều lý lẽ để bảo vệ cho cái quan điểm của mình. Đó thì đó là một cái phần mà có sức thuyết phục, cho nên là một điểm. Mấy bạn có để ý là câu này giám khảo thường hay ngắt điểm của mình không? Giám khảo ít khi nào cho trọng bạn lắm á, thường là 075. Nó có cái gì đó chưa biện luận, chưa thật thuyết phục, chưa thật thỏa đáng thì người ta sẽ bắt bớt điểm của mình. Mà cái này cũng cảm tính thôi, chứ trên đáp án á, nó cũng không có quy định như thế nào là 075, không có quy định như thế nào là được 1. Như vậy cho nên là nghe lời cô, cố gắng nhìn từ nhiều hướng khác nhau như bài của bạn Mai Hân nè. Rồi đưa ra nhiều lý lẽ nào mình thấy cũng hợp lý là sẽ chinh phục được người chấm bài, được một điểm trọn vẹn. Chấm thi người ta cho phép giám khảo C dịch 075 đó các em. Thí dụ như người này chấm 6, người kia chấm 6-75 là điều đó là chấp nhận được á. Thì chính những cái nhỏ nhỏ này nè, những cái mà cái chiêu, cái mẹo á, thì các bạn hãy quan tâm để lấy được thiện cảm của người chấm ha. Rồi, bây giờ cô chuyển qua đoạn văn để quay lại cái đề bài một chút, để mình nắm lại đoạn văn. Từ nội dung của phần đọc hiểu, anh chị hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của việc lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho những người xung quanh. Rồi, nhớ đề chưa? Bạn nhớ đề chưa? Ý nghĩa của việc lan tỏa năng lượng sống tích cực cho những người xung quanh. Hãy trình bày thành một đoạn văn ha. Rồi quay lại bài của bạn Mai Hân. Thì cái câu đầu tiên, câu mở đoạn là phải làm gì?
phải nêu được cái ý của ý chính của đoạn văn. Đó là cái điều mà đề bài yêu cầu đó. Ở đây bạn Mai Hân có lặp lại nè, lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực cho những người chung quanh cũng là một việc làm mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đó là cái cách mở đoạn, nêu ra ý chính ngay từ đầu đoạn luôn. Và cái giải pháp này, cái cách triển khai này gọi là diễn dịch hay quy nạp các bạn. Diễn dịch đúng không? Đó. Hay cái cô cũng tiết lộ luôn cái cách chấm như thế nào. Thì đầu tiên đọc câu mở đề xem có nói được ý chính hay không. Rồi, nhìn vô cái phần đầu của đoạn xem có giải thích hay không. Đó, ghi điểm, ghi bàn là ở mấy cái vị trí đó. Người ta nhìn vô coi có chú ý giải thích hay không. Ở đây bạn Hân có giải thích hay không cả lớp? Có nè, đúng không? Lan tỏa nguồn năng lượng sống tích cực là gì? Đó, đặt câu hỏi như vậy cho thấy là có chú ý giải thích. Đó. Thì có thể cách giải thích của bạn chưa thật đúng, nhưng mà có ý thức giải thích vẫn được trân trọng nha. Thì trong đáp án đó thì giải thích là nói sao, năng lượng sống tích cực là gì, là những suy nghĩ, là những hành động, thái độ sống tốt đẹp, tích cực, lạc quan của mỗi cá nhân. Đó, thì làm lan tỏa là mang đến cho nhiều người những cái lối sống đẹp đó, động viên khích lệ mọi người. Thì trong cái đáp án yêu cầu giải thích là nói được cái ý đó. Tôi nhắc lại nha, là thế nào là năng lượng sống tích cực? Đó là những suy nghĩ, những hành động, những thái độ sống tốt đẹp, tích cực, lạc quan của từng cá nhân. Thì lan tỏa năng lượng sống tích cực là sao? Là mang đến cái lối sống tốt đẹp đó đến những người chung quanh và khích lệ họ cùng sống tích cực như mình. Vậy là người ta nhìn vô có giải thích, là người ta đánh giá, chúng ta đã ghi điểm ở cái phần đầu đoạn rồi. Rồi sau đó công việc tiếp theo, người ta không có đọc theo trình tự đâu, người ta rà xem trong đoạn văn có dẫn chứng hay không. Đó, ở đây trang này mình chưa thấy đúng không cả lớp? Bây giờ mình sẽ nhìn qua trang thứ hai. Người ta sẽ rà xem có đưa dẫn chứng từ cuộc sống vào không? Tại vì cái này là nghị luận về cuộc sống mà. Bạn Hân có đưa dẫn chứng không? Trả lời cho cô coi. Bạn ở trên màn hình của cô sẽ thấy có 9 người ta. Có 9 người, không thấy nhiều hơn. Mặc dù là theo cái danh sách là có 20 người. Nguyễn Hữu Cầu, bạn lên tiếng đó nè. Nguyễn Hữu Cầu 12A4. Hoa Nguyễn. Hoa Nguyễn ơi. Mai Hân. Dạ cô. Dẫn chứng mà em đưa ra là dẫn chứng nè. Dạ em không có nhớ. Thế cô hiển thị lên rồi nè, nhìn thấy bài không? Dạ, bài thấy. Rồi, dẫn chứng mà em đưa ra là dẫn chứng gì? Dạ, dẫn chứng trong thời đại dịch Covid-19 đang lan tràn khắp thế giới, các bạn trẻ Việt Nam cũng đã lan tỏa năng lượng sống dồi dào của một thế hệ trẻ mầm non đến với mọi người xung quanh thông qua việc tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện đúng chỉ thị của nhà nước, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do thất nghiệp vân vân. Rồi còn dẫn chứng nào nữa không? Đó là một dẫn chứng, còn dẫn chứng nào nữa không? Dạ, dẫn chứng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng rồi. Vậy là khi mà chấm bài người ta rà coi bạn này có giải thích không, bạn này có đưa chứng minh không. Rồi đầu tư về cái số lượng, cái câu chữ nó có thỏa đáng chưa. Bà Mỹ Hân mặc dù là viết đoạn này
khá dài, cậu mà 400-500 chữ đúng không? Nhưng mà thấy trình bày sạch là có ý thức đầu tư, có đầy đủ các phần, vậy cô mạnh dạn cho 2 điểm đoạn văn ha. Thì học thỏi từ bạn Mai Hân, các bạn có thể viết ngắn hơn, tại vì viết dài quá thì nó sẽ dàn trải cái ý, nó chưa có đạt cái độ xúc tích nha. Và chú ý cho cô các cái thao tác giải thích và chứng minh á, là phải có đủ, mặc dù người ta không bắt buộc mình là phải sử dụng đầy đủ các thao tác, nhưng mà cô đã từng nói với các bạn nhiều lần rồi, thói quen của người chấm khó bỏ lắm, người ta tìm coi có làm đầy đủ các thao tác đó không, có liên hệ thực tế không đó, thì nó sẽ làm cho cái bài của mình điểm từ 1.75 cho tới 2 điểm. Còn nếu mà thiếu cái đó đương nhiên 1.5 thôi. Và có rút kinh nghiệm ha. Thế có người kể chuyện dẫn ra một cái câu chuyện quá dài trong cái đoạn văn, chiếm hết cái dung lượng của đoạn văn rồi, nó không còn chỗ để mình bình luận, không còn chỗ để mình liên hệ thực tế. Như vậy thì đưa ra dẫn chứng là phải cần ngắn gọn đủ thôi, đừng có kể lể dài dòng, đừng có minh họa một cái câu chuyện dài. Rồi xong đoạn văn như cả lớp. Bây giờ qua bài văn, quay lại cái đề để nghía lại cái đề ha. Ở trên màn hình của cô hiển thị có 9 người à, vậy làm sao để cô gọi những người khác đây? Nhật Quyên ơi. Quyên à. Dạ cô. Rồi, bây giờ dạ. Yêu cầu của đề bài, cái phần nghị luận văn học ở đề bài yêu cầu gì? Dạ, phân tích vẻ đẹp của nhân vật chương 3 thể hiện qua đoạn điện thoại với đế thích. Từ đó anh chị hãy bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình. Ừ. Vậy là đối tượng chính mà chúng ta cần làm rõ là nhân vật chương 3. Làm rõ cái gì? Không phải làm rõ bi kịch, không phải làm rõ cái sự bế tắc, mà làm rõ vẻ đẹp của chương 3. Thì mình soi làm sao để mình nhìn ra những vẻ đẹp của nhân vật trong cái đoạn trích này. Thế đầu tiên á, các bạn phải có một cái óc phân tích nha. Biết đối tượng cần làm rõ là vẻ đẹp của chương 3, thì chúng ta cần phải có một cái khả năng phân tích vẻ đẹp đó thể hiện ở những phương diện nào, để mình thiết kế ra một cái dàn bài hợp lý đó. Thế ở đây khi mình nhìn một cách tổng quát á, ở chương 3 có mấy lời thoại quan trọng đối với đế thích nè. Bạn Phương Uyên Lê, Phương Uyên Lê gì đó, Uyên ơi, có những chương 3 chủ yếu là thể hiện vẻ đẹp của chính mình qua mấy lời thoại. Cô là câu không thể bên trong một đằng bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi thành vậy. Một ha, rồi còn chỗ nào nữa? Dạ, sao ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông cho mình biết. Còn chỗ nào nữa? Tầm thường nhưng đúng là của anh ta sẽ sống hòa thuận được với thân anh ta. Chúng sinh ra là để sống với nhau. Ừ. Vậy là ba cái lời thoại quan trọng mình phải quan tâm nè. Từ ba lời thoại này nè, cô cũng hỏi tiếp bạn Phương Uyên nè, là nhân vật chương 3 đã bộc lộ vẻ đẹp của mình qua nhận thức hay qua cảm tình cảm? Qua cảm xúc, nhận thức hay cảm xúc? Dạ, cả hai. Đúng rồi, đúng rồi. Quan sát sơ bộ, đầu tiên nhìn cái đoạn trích, chúng ta phải có óc quan sát và có khả năng phân tích. Thì mình thấy là mình sẽ phân tích chương 3 để làm rõ cái sự nhận thức rất là sâu sắc, rất là chín chắn của chương 3 về cái gì đó tạm tìm sao đi, đúng không? Nhận thức rất là sâu sắc chín chắn về lẽ sống đó. Rồi bây giờ tiếp theo là cái vẻ đẹp trong cảm xúc, thì chương 3 có cảm xúc gì với ai? Bạn cũng trả lời luôn đi Phương Uyên.
Dạ, chương 3 có cảm xúc với những người thân của mình. Ồ, ở trong đoạn trước này đâu có những người thân đâu. Đâu có những người thân đâu. Dạ, với chương 3. Với chương 3 hả? Với sáng anh Hằng Thịt. Với sáng anh Hằng Thịt hả? Cái cảm xúc gì vậy? Cảm xúc là không sử dụng đồ của mình. Ồ, ồ, cái đó gọi là cảm xúc á hả? Ở cái lời thoại cuối nè, còn chị vợ anh ta nữa, chị ta thật đáng thương. Thì mình nhìn ra được cái tình cảm của Trương Ba dành cho ai, và đó là tình cảm gì? Dạ, dành cho chị vợ của anh này, thật đồng cảm. Ừ, đúng rồi, đó là sự đồng cảm, là sự quan tâm tới những người chung quanh. Chứ hồi nãy em nói những người thân là cũng chưa chính xác lắm, đúng không? Với những người chung quanh. Đó, thế cô nhìn sơ bộ, cô sẽ thấy được hai phương diện đó ở Trương Ba. Và chúng ta sẽ thiết kế thành hai vẻ đẹp của nhân vật. Vẻ đẹp thứ nhất là vẻ đẹp trong nhận thức về lẽ sống ở đời. Ha. Vẻ đẹp thứ hai là vẻ đẹp trong cái tình cảm, trong cái cảm xúc, biết quan tâm, biết đồng cảm với những người chung quanh. Đó, đó là gọi là thao tác phân tích đó cả lớp. Rồi, như vậy thì tiếp tục cái phần 2 của đề bài. Đề bài yêu cầu hãy bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình. Thì đó là phần thứ 3, đúng không? Nhân vật Trương Ba, phần thứ nhất là vẻ đẹp của Trương Ba, phần thứ hai là bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình. Thì trong cái vẻ đẹp Trương Ba, mình tách ra thành hai vẻ đẹp: vẻ đẹp trong nhận thức và vẻ đẹp trong thái độ, trong tình cảm đối với những người chung quanh. Rồi xong ha, đó là thiết kế một cách sơ bộ thôi. Thế cô muốn phỏng vấn thêm một người nữa nè, bạn Hoa. Hoa ơi, Hoa à, Hoa ơi, ngủ hay thức Hoa? Dạ cô. Ừ, thức ha. Thế thông thường khi mà cô giảng bài á, cả thơ hay cả truyện á, thì khi bất trước khi bắt đầu đi vào vấn đề chính, cô hay có cái dấu hoa thị, em có nhớ không? Dạ, đó là giới thiệu tình huống chuyện và giới thiệu nhân vật. Đúng rồi, ta phải giới thiệu nha, đó là cái nền. Khi mà cô dạy thơ hay cô dạy truyện đều hay có cái dấu hoa thị trước khi bắt đầu nói về cái vấn đề chính. Chúng ta hay có cái dấu hoa thị để giới thiệu chung, để có một cái nhìn chung về đối tượng. Thí dụ như ở đây chúng ta sẽ giới thiệu về cái gì ở nhân vật Trương Ba. Bạn Hoa nói tiếp cái nào. Dạ, phần này nửa điểm lần đó. Phần này trong đáp án yêu cầu phải nói cho được và nửa điểm. Rồi nói đi Hoa. Dạ, con nghĩ là giới thiệu về về cái tình huống của Trương Ba là nói chung là bị có ví dụ từ đây nữa là hồn với xác nó không có được nó không có được hòa hợp, và bị ông bị sự gọi là không đồng tình bởi những cái người thân trong gia đình. Nên là tình huống, xin mời sau cái màn tranh luận ấy, sau cái màn mà nói chuyện với lại người thân trong gia đình, thì họ đã đẩy cái mâu thuẫn nó lên tới cao trào, mới có cuộc đối thoại của ông với Đế Thích. Đúng rồi,
Đúng rồi, đó là gọi là tình huống dẫn tới màn đối thoại này. Bạn Bình ơi, Bình ơi. Dạ con. Bạn nói chuyện á, em có nghe không? Em có nghe bạn trả lời không? Có, vẫn nghe rõ đúng không? Dạ. Ừ, con muốn hỏi thăm kết nối thôi. Thế bây giờ cái phần giới thiệu đúng như em nói đó, đó là cái tình huống dẫn tới màn đối thoại này, đó là chương 3 phải do cái sự làm ăn, sự tắc trách của năm tà bắt đầu phải nhập vào sống trong xác của anh Hàng Thịt và dẫn tới cái bi kịch hồn một đằng xác một nẻo, và từ đó những người thân đã xa lánh đó, mình phải nói ra cái hoàn cảnh để có cái màn đối thoại với Đế Thích để bộc lộ cái khát vọng của Trương Ba ha. Phần này tới nửa điểm lần đó, cả lớp nhớ chưa nào? Đó là cái phần đào móng để xây nhà. Phần đào móng này tới nửa điểm và hầu như lớp mình ai cũng có ý thức làm được cái này, đa số luôn, rất là đáng khen. Các em có một cái quy trình rất là hợp lý đó. Rồi đi vào vẻ đẹp của Trương Ba đó, thì chúng ta thử tham khảo một cái bài điểm cao nhất nha. Bài này của ai cả lớp biết không? Bài này của Ngọc Linh. Và điểm của bài, toàn bài luôn là 9 điểm. À, thế à, cái phần trước á, làm trước khi cái cô gạch cái bút dạ quang, là cái đoạn trên là đoạn mở bài nha. Thì mở bài bạn Linh có giới thiệu về vẻ đẹp của nhân vật Trương Ba, các em có thấy dòng đầu không? Tức là có nêu được vấn đề đó, khi chấm mở bài á, người ta sẽ xem xét mình có nêu được vấn đề hay không để yêu cầu làm rõ vẻ đẹp. Và ở đây bạn Linh đã nhắc lại cái yêu cầu đó, ta thấy được vẻ đẹp của Trương Ba trong đoạn đối thoại với Đế Thích à, và có nói về cái đoạn trích nào à, bạn mẫu hoặc kép không thể bên trong một đằng cho tới chị ta thật đáng thương. Thì mở bài đạt yêu cầu. Rồi đi vô thân bài nè, chúng ta nhìn thấy ưu điểm gì từ phía bạn Linh? Bài có tách đoạn à, thì chúng ta thấy cái đoạn đầu tiên đó, đoạn trích trên cho tới trớ treo này, đó là đoạn nói về cái hoàn cảnh dẫn đến cuộc đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích. À, có ý thức làm được cái đoạn này. Rồi sau đó đi vào vẻ đẹp, thì đầu tiên bạn Linh đã khai thác cái lời thoại thứ nhất của Trương Ba à, có trích dẫn ra là muốn sống bên trong một đằng bên ngoài một nẻo. Ở đây trích dẫn cần phải nhiều thêm một chút nha, tại vì ngữ liệu có sẵn rồi, chưa khó trích nhiều thêm. Thế qua đây thì bạn Linh có, cô có tô cái bút dạ quang đó, cái ý mà bạn Linh nói được á, Trương Ba đã nhận thức được cái hoàn cảnh rất trớ trêu của mình, hoàn cảnh rất bi đát của mình. Cái câu nói đầu tiên cho thấy Trương Ba nhận thức được cái hoàn cảnh trớ trêu của mình à. Nhưng mà cái ý này bạn đi chưa sâu. Có ai có cái nhìn sâu hơn không? Bạn Dự tham gia bổ sung thêm. Dự ơi, ừ, tham gia suy nghĩ thêm từ cái câu nói này cho thấy gì nữa ở Trương Ba? Từ câu nói này cho thấy nhận thức gì ở Trương Ba về bản thân nữa? Con cũng chưa suy nghĩ ra được cô. Ở đây trích dẫn á, bằng Linh trích còn thiếu đúng không? Bằng Dự đối thoại với cô nè, khi mà trích dẫn là phải trích thêm. Nếu mà trích tới đây thì chỉ nói được tới đây thôi, phải trích thêm. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn, thế từ đó mình mới phát triển thêm ý chứ ha. Rồi phát triển thêm ý gì?
cho thấy gì ở trường ba nữa. Trường ba không chỉ nhận sống là chính mình. Đúng rồi. Qua cái lời thoại đó đó, Trường ba còn muốn bày tỏ cái khát vọng rất là mạnh mẽ, rất lớn lao là được sống là chính mình, cái nhu cầu được sống là chính mình là sao? Bạn Dự nói tiếp coi. Sống là chính mình là sống làm sao? Sống mình được chủ động, sống chính mình là mình không cần phải vay mượn tạm bợ vào bất kỳ ai hết. Cái chỗ vay mượn nên khai thác ở lời thoại thứ hai. Khai thác ở lời thoại thứ hai. Còn trong lời thoại này nè, sống là chính mình là sống có sự hài hòa giữa hồn và xác. Mình sẽ biết nói phần nào ở chỗ nào. Ở cái đoạn này nè, mình sẽ nói những cái ý mà không bị trùng lặp ở tiếp theo, ở cái lời thoại tiếp theo. Vậy cô bổ sung thêm cái điều mà bạn Linh nói thiếu nha. Trương Ba bày tỏ khát vọng được sống là chính mình, sống có sự hòa hợp giữa hồn và xác. Rồi, chỗ này mình giải nén ra. Mình giải nén ra tại sao? Tại vì nếu mà không hòa hợp thì Trương Ba đã bị tha hóa, bị xác điều khiển nè. Rồi Trương Ba dần dần trở nên tha hóa nè. Mình giải nén ra. Rồi mình tiếp tục nói, nếu mà sống mà trượt dài trên cái lối sống đó, bị mắc kẹt trong cái phần xác của hàng thịt thì Trương Ba bị sẽ đau khổ, người thân của Trương Ba sẽ đau khổ. Phần đó trong đoạn ngữ liệu không nói đúng không? Nhưng mà chúng ta học chúng ta biết đúng không? Thì mình sẽ đưa vào đây để mình giải nén ra vì sao Trương Ba lại bày tỏ khát vọng như thế. Cái này bạn Linh đi vội quá mà giải nén chưa hết. Bây giờ là chuyển qua ý mới rồi. Còn trong cái chỗ này trích dẫn chưa đủ và giải nén chưa hết. Thầy có thấy không nào? Đó. Thế cô lại tiếp tục phát triển thêm. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn. Còn chứa được cái khát vọng gì nữa ở chương 3? Giải nén tiếp. Khát vọng đó là gì? Các bạn có nhận thấy không? Bạn Thuận. Thuận ơi. Dạ. Khát vọng đó là gì nữa? Có nhận thấy không? Dạ chưa. Lúc ôn tập đó, cô nhớ là cô có nói đó. Đó là toàn vẹn là sao? Là sống mà luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp, không phải chỉ dừng lại ở cái mức hòa hợp mà còn phải vươn lên, phải hoàn thiện và nhân cách đó, phần hồn và phần xác phải nâng đỡ cho nhau, phải làm cho con người trở nên tốt đẹp nhất có thể. Cái chữ toàn vẹn đó như thế nào thì sẽ gọi là toàn vẹn, là hoàn thiện, là tốt đẹp đó. Mình thấy là Trương Ba đã nhận thức một cách sâu sắc về lẽ sống, đúng không? Qua cái lời thoại với Đế Thích, cái câu đầu tiên đó, Trương Ba đã bộc lộ được cái nhận thức về lẽ sống của một con người chân chính. Đó là sống mà hòa hợp giữa hồn và xác. Đó là cái cuộc sống mà con người ta phải vươn lên để làm cho nhân cách của mình trở nên tốt đẹp nhất. Con người ta không bị tha hóa bởi những cái lối sống phàm tục tầm thường đó. Thế qua cái phần làm bài này nè, bạn Linh đã chưa đi sâu vào với đó, cho nên cái việc giải nén của bạn Linh đó, nó chỉ mới là cái phần khởi đầu thôi, chưa thỏa đáng, chưa đã thèm. Cả lớp có thấy không nè? Rồi, trong lời thoại thứ nhất, tóm lại nha, cô nhắc lại nha, làm rõ được nhận thức chính chắn của Trương Ba về lẽ sống ở đời của một con người chân chính, đó là sống có sự hài hòa giữa hồn và xác, sống là chính mình đó, được sống là chính mình, sống đúng với con người thật của mình,
sống có sự hòa hợp, hài hòa giữa hồn và xác. Tuy nhiên, cái sự hòa hợp đó, đó là nó phải nâng đỡ cho nhau, đó, phải làm cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn, chứ không làm cho con người ta trở nên tầm thường đi. Đó là một con người chân chính là phải sống như thế. Rồi ha, vậy là cô đã triển khai xong một vẻ đẹp trong nhận thức của Trương Bạch. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo. Bạn Linh đã khai thác tiếp lời thoại thứ hai. Khi mà Đế Thích đưa ra cái lời thuyết phục Trương Ba đó, Đế Thích có nói như thế nào? Quay lại cái đề ha, quay lại cái đề. Nó nằm ở đâu rồi ta? Thì chúng ta quan sát thấy cái bài làm của Bằng Linh nè. Bạn Linh đã trích ra quá dài, cái chỗ không cần phải dài như thế. Và trích ra ngắn thôi. Mục đích của Đế Thích là để làm gì? Mục đích của Đế Thích khi mà đưa ra cái lời thoại này, khi mà nói ra cái điều này với Trương Ba là có dụng ý gì? Dụng ý là thuyết phục Trương Ba có thể sống như nhiều người đang sống, sống không phải ai cũng được sống như ý mình, và Trương Ba cũng nên chấp nhận điều đó. Mục đích là để thuyết phục Trương Ba tiếp tục chấp nhận cái cuộc sống giống như nhiều người đang sống, cơ hội để Trương Ba được sống tiếp mà. Nhưng mà bạn Linh có chốt một ý rất hay mà cô có tô bút dạ quang à. Trương Ba kiên định và giữ vững ý kiến của mình. Đó, ý này hiếm ai nói được lắm nha. Đó, thông qua cái sự cám dỗ, thông qua cái sự biện minh và cám dỗ của Đế Thích, Trương Ba vẫn kiên định với quan điểm sống của mình. Đó, ha. Và Trương Ba nói tiếp là bản thân tôi phải sống nhờ vào anh hàng thịt. Ông chỉ biết cho tôi sống mà tôi sống như thế nào thì ông không cần biết. Cô nhớ có cái ý đó trong đề đó. Đó. Thế ở đây bạn Linh có giải nén nè. Giải nén là lôi lại cái màn đối thoại trước đây. Những người thân của Trương Ba đã đau khổ. Rồi bạn Linh có nói về cái quá trình bị tha hóa của nhân vật Trương Ba. Đây là một cái cách giải nén để phô diễn kiến thức mà mình được học rất là tốt. Chúng ta học hỏi điều này ha. Thế thông qua cái lời thoại này nè, chúng ta cần phải nói thêm cái gì? Cô chưa hài lòng lắm với cái ý câu nói này cho thấy sự bất lực của Trương Ba. Mà cô đề nghị nói thêm là Trương Ba nhận ra con người cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Bởi vì khi mình sống là chính mình rồi thì mình sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Trương Ba đã trách Đế Thích, không dám chịu trách nhiệm về cái sai lầm của Đế Thích. Và Trương Ba đã đề xuất một cái lối sống rất là có bản lĩnh, của một con người có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm trong cuộc sống. Khi làm sai, mình dám nhận sai, sửa sai. Mình không thể đổ lỗi cho phần xác. Đó là cái mà cô đề nghị thêm. Khi mà phân tích cái lời thoại thứ hai, Trương Ba trách Đế Thích, chỉ biết cho Trương Ba sống mà sống như thế nào Đế Thích không quan tâm. Thì qua cái lời trách đó, Trương Ba lại giúp cho chúng ta nhận thấy một cái người sống tốt là một cái người dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm trong cuộc sống. Đó. Một người chân chính, một người có bản lĩnh là phải dám chịu trách nhiệm, chứ không thể đổ lỗi cho những cái việc mình đã làm. Cô đề nghị thêm cái ý đó. Rồi, vậy là từ hai cái lời thoại trên, chúng ta sẽ làm rõ về cái nhận thức sâu sắc của Trương Ba về lẽ sống đúng đắn ở đời. Rồi tiếp theo,
khi mà cô dùng cái mũi tên này cô di chuyển, các bạn có nhìn thấy không ha? Bạn Hoa có nhìn thấy cô di chuyển cái mũi tên không? Dạ có. Có hả? Rồi. Thế bây giờ cô tiếp tục chuyển qua cái phân đoạn tiếp theo. Bạn Linh đã khai thác lời thoại thứ ba. Ha. Trương Ba đòi trả thân xác cho anh Hàng Thịt. Và Trương Ba đã có một cái lời biện luận rất là chặt chẽ, là tuy thân xác tầm thường nhưng đúng là của anh Hàng Thịt, và anh Hàng Thịt sẽ được trở về với cuộc sống của mình. Đó thì ở đây cho thấy gì? Cho thấy Trương Ba tôn trọng lẽ sống của những người chung quanh ha. Anh Hàng Thịt cũng có quyền được sống với cái đời sống của anh ta. Khi mà anh ta bị tước đi cái phần xác, anh ta không có cơ hội sống thì anh ta thiệt thòi. Thế qua câu nói đó, mình thấy Trương Ba tôn trọng cuộc sống của những người chung quanh. Rồi mình giải nén ra, Đế Thích hay là ai khác đó đã không tôn trọng cái quyền được sống của con người. Đó. Rồi hình như hồi nãy các bạn nói đó, Trương Ba đồng cảm với những người chung quanh, tôn trọng cuộc sống của họ, đồng cảm với cái nỗi đau khổ của người vợ anh Hàng Thịnh. Như hồi nãy các em đã nói đó. Và rõ ràng Trương Ba không tham lam, chỉ biết nghĩ cho mình. Đây, cái ý mà cô gạch dưới ở cuối cái trang này là một cái ý hay. Trương Ba không tham lam, không chỉ nghĩ đến đời sống của mình, mà biết quan tâm tới đời sống của đồng loại mình, biết tôn trọng cuộc sống của họ, rồi biết đồng cảm với những cái nỗi trớ trêu mà họ phải chịu đựng. Đó, Trương Ba là người nhân hậu. Ví dụ trong cái đoạn trích nó không tiêu biểu cho cái sự nhân cho phẩm chất nhân hậu, nhưng chúng ta có thể dẫn dắt để đi đến được cái vẻ đẹp trong cái thái độ sống của Trương Ba ha. Đó là lời thoại thứ ba. Và cô đã giúp cho các bạn phát thảo hình dung ra vẻ đẹp của Trương Ba. Chúng ta cần nói là những vẻ đẹp gì? Đẹp trong nhận thức sâu sắc, nhận thức đúng đắn về lẽ sống ở đời. Đẹp trong cái thái độ, trong cái tình cảm đối với những người chung quanh, biết quan tâm tới họ, tôn trọng lẽ sống của họ, không khai thác, không lợi dụng cái đời sống của họ ha. Và những người thân của họ cũng vậy. Trương Ba cũng rất là thấu hiểu cái nỗi khổ của vợ anh Hàng Thịt. Đó, vậy là xong rồi. Vẻ đẹp nói vậy là đủ. Lúc mình khi mà tham khảo đó, ngó qua đó, thì chúng ta cũng có hướng tới những vẻ đẹp này, cũng thể hiện được. Do vậy cho nên điểm của lớp mình là khá cao. Theo cô vậy là khá cao so với các lớp khác. Ta còn phần gì chưa nói? Duyên Khánh, Khánh Duyên, còn phần gì chưa nói Duyên? Dạ. Còn phần gì mình chưa hoàn thiện trong cái đề văn? À, còn cái con quên rồi cô. Quên rồi hả? Cái đề, cái phần sau của cái đề. Muốn để cô chuyển nha. Phần sau của đề đây. Chữ nhỏ quá hả? Khát vọng được sống là chính mình. Nói cho đủ đi. Nói cho đủ cái yêu cầu luôn đi. Từ đó anh chị hãy bình luận ngắn gọn về khát vọng được sống là chính mình. Vậy mình phải thêm đoạn bình luận đúng không? Cả lớp. Yeah. Đoạn này là giúp phân biệt vàng ra vàng, cám ra cám đây. Những cái đứa mà trung bình thì nó sẽ lơ, nó không nói được phần này, đúng không? Mình nếu mà mình muốn chinh phục người chấm, muốn bài của mình điểm cao, thì mình phải đầu tư cho phần này.
đầu tư một cách công phu và thỏa đáng. Nha. Phải có thêm một đoạn tách riêng ra để bình luận. Bình luận về cái khát vọng. Bình luận có nghĩa là bày tỏ sự đồng tình của mình, thường là đồng tình, ít khi nào phản đối lắm. Đó. Đồng tình vì sao? Bạn thử tham gia bình luận coi nào. Thanh Duyên, thử tham gia bình luận coi. Duyên ơi. Dạ. Thử tham gia bình luận coi. Để sống đó đúng hay sai? Dạ thưa cô, nghĩ là đúng. Tại vì con người thì cần phải có sự hòa hợp giữa tinh thần và vật chất cũng như là thể xác. Rồi còn gì nữa không? Đúng rồi, ý đó là có trong đáp án đó nha. Con người thì cần phải sống có sự hài hòa giữa hồn với xác. Rồi còn gì để nói thêm nữa không? Thưa cô, là được sống làm người là quý giá, nhưng được sống là chính mình mới thực sự có ý nghĩa và có giá trị. Sống là chính mình thì đời sống nó mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Nó sẽ không đẩy người ta đến những cái tình thế oái oăm, đúng không? Dạ. Còn nói thêm được gì nữa không? Phần này tự do, các bạn nói theo quan điểm của mình. Còn nói thêm được gì nữa không? Phỏng vấn thêm Ngọc Linh. Ngọc Linh. Linh ơi. Linh à, Linh ơi. Linh đi đâu rồi? Không nói được hả? Chát rồi, không nói được. Bạn Bình có ý gì tham gia không? Có ý gì tham gia không? Phần bình luận là cái phần mà mình tự do, không có khuôn mẫu nào cho những cái ý kiến này hết. Thế cái quan niệm này là quan niệm của nhân vật chương 3, đúng không? Và quan niệm này là đúng đắn vì sao? Vì sao? Vì nó hợp với cái quy luật của tự nhiên. Tạo hóa sinh ra con người đầy đủ hai phần, phần hồn và phần xác. Vậy con người phải sống đúng với phần hồn và phần xác mà tạo hóa đã tạo ra cho chính mình. Nếu mà chúng ta không làm được điều đó là đi ngược lại với quy luật của tự nhiên rồi. Và nó sẽ dẫn đến những cái tình cảnh oái âm, những tình cảnh trớ trêu. Mình sẽ tự mình đẩy mình vào bi kịch. Cô đề xuất ra một cái ý như vậy. Đó. Rồi, cô lại phát triển thêm nè. Cái quan niệm này là nó định hướng cho chúng ta về cái lẽ sống. Và nó hướng cho chúng ta đến một cái lẽ sống đúng đắn. Nó giúp cho chúng ta nhận thức thế nào là một cái cuộc sống chín chắn, đúng đắn của một con người chân chính. Nó định hướng cho chúng ta. Nó có ý nghĩa triết lý nhân sinh mà các em. Định hướng cho chúng ta về cái lẽ sống tốt đẹp ở đời mà chúng ta nên sống. Đó thì đó là một vài ý kiến mà cô đề xuất nha. Có thể cô nói nhanh, các em quên cho nên cô nhắc lại. Thứ nhất là gì? Nó hợp với quy luật của tự nhiên, hợp với cái quy luật của tạo hóa. Khi mà sinh ra con người cần phải sống là chính mình, đúng không? Là thứ hai nữa đó là cái quan niệm này của chương 3 nó giúp cho chúng ta định hướng về cái cách sống cho mỗi cá nhân trong cuộc đời này. Đó, cuộc đời này chúng ta hay bị cái đời sống dung tục
cám dỗ mình, lôi kéo mình. Và chúng ta phải có một cái sự cân bằng, có một cái sự hài hòa giữa hồn và xác. Thì chúng ta cần phải hướng tới những cái giá trị sống tốt đẹp ở đời. Đó, đó là một vài ý kiến của cá nhân cô thôi. Các bạn nếu mà có thêm cái gì mới mẻ, các bạn có thể đưa thêm. Rồi ha, bây giờ tham khảo tiếp bài của bạn Linh coi sao nha. Trang này là trang này. Đây là cái phần bình luận là trang số 4 nè các em. Trang số 4 nè. Cái khúc từ chỗ nhân vật của chương 3. Nhân vật chương 3 đã cho người đọc thấy được khát vọng được sống là chính mình. Khát vọng cao cả và cần được lan truyền trong cuộc sống. Khi được sống là chính mình, đồng nghĩa chương 3 chết đi, nhưng đối với người thân, mọi người cũng sẽ tôn trọng ông và ông vẫn sẽ sống mãi trong lòng của mọi người. Đó, thì đây cô cũng cho rằng là một cái ý kiến để tham gia, để bình luận ha. Mặc dù là không nói những giống như cô nói, nhưng mà đây cũng là một cái ý rất là đúng. Sống như vậy được người ta tôn trọng, cho dù khi chết đi người ta vẫn tôn trọng, đúng không? Những người thân của mình, và sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình trong lòng. Đó là một ý kiến tham gia bình luận đó. Và chú ý bình luận cần thêm lý lẽ, chứ lý lẽ như vậy thì chưa thỏa mãn lắm, tức là chưa đã thèm á. Nói như vậy chưa đã thèm. Rồi ha, bạn có chú ý kết bài nhưng còn thiếu một phần. Đố các bạn thiếu cái phần nào? Nhật Quyên, Nhật Quyên thấy bài của bạn Linh còn thiếu một cái vấn đề gì, một cái điều gì nữa cần phải nói? Dạ con chưa thấy được cô. Lớp mình có ai thấy lên tiếng nè, bài làm này còn thiếu cái gì cần phải nói để ghi điểm thêm, không thôi mất điểm. Phần này có thể là nửa điểm á. Có thể người ta sẽ quy ra thành nửa điểm luôn. Lớp có ai thấy không lên tiếng rồi nè? Lớp mình ơi, có bạn nào thấy không? Đó chính là nghệ thuật. Chúng ta nhìn bài của bạn Linh không thấy một cái gì bàn về nghệ thuật hết, mà đi vào một tác phẩm văn chương văn học mà thiếu nghệ thuật, bị trừ nửa điểm là đáng đời nha. Rồi bây giờ nếu mà nói nghệ thuật, chúng ta có thể góp ý để bạn Linh nói thêm cho đủ cái nè. Bạn Hoa, là nghệ thuật xây dựng tình huống truyện độc đáo. Tình huống truyện hả? Cái này là kịch. Tình huống kịch hả? Dạ. Em nhắc lại cái ý đó coi. Dạ là nghệ thuật xây dựng tình huống kịch nó độc đáo. Cái này đâu có cái gì gọi là độc đáo đâu. Chúng ta gặp đấy thích, chúng ta bày tỏ, bày tỏ nguyện vọng thôi. Gọi là tình huống độc đáo đâu có đúng. Tình huống là dành cho truyện nha các bạn. Còn trong kịch đó, chúng ta nhớ những cái thuật ngữ gì? Xung đột, đúng không? Tạo được những cái sự xung đột và cách giải quyết xung đột, tạo được kịch tính à, có nghĩa là sự xung đột, sự căng thẳng và cách giải quyết xung đột rất là thỏa đáng. Thì ở đây, cái kịch tính á, có hay không, nhiều hay ít? Có hay không, nhiều hay ít các bạn? Kịch tính nó không rõ ở đoạn này, mà đoạn này là cách giải quyết xung đột. Cái tính là nó nằm ở cái phần hai màn trên. Nó muốn làm bài mà người ta có đưa ra nhớ nha. Cái màn 1 á, đối thoại với phần xác á. Màn 2 đối thoại với người thân á, cái đó mới là đầy kịch tính. Còn ngay chỗ này nè, cách giải quyết xung đột, cách tháo gỡ kịch tính à, rất là hợp lý, đúng không? Rất là thuyết phục.
đó, cách tháo gỡ, cách giải quyết xung đột rất hợp lý. Mâu thuẫn lúc này đã lên đến đỉnh điểm và đây là cái thời điểm mở nút, và chính chương 3 đã đề xuất ra cách tháo gỡ rất hợp lý. Hãy sống đúng với quy luật của tự nhiên, xác ăn hàng thịt, trả cho anh hàng thịt. Đó là cái mà mình chú ý mà. Cô nhắc lại nha, ở màn 1 với màn 2 á, thì mới nói là mâu thuẫn, xung đột, kịch tính. Những cái thuật ngữ đó đó là dành cho màn 1, màn 2. Sang đến màn 3, cách giải quyết xung đột nha. Thì chương 3, đây là đỉnh điểm của cái xung đột rồi. Chương 3 đã tìm cách để tháo gỡ, chủ động gặp đế thích và đòi được trả cái phần xác cho anh hàng thịt đó, và chấp nhận cái chết đó. Với qua đó Trương Ba đã bộc lộ được cái quan điểm sống của mình rất là đúng đắn, cách mở nút rất hợp lý ha. Rồi ngôn ngữ sinh động, giọng điệu biến hóa gì đó, cái đó mình nói thêm. Nói thêm về nghệ thuật thì mới tránh không có bị thiếu sót. Nhớ nha cả lớp, mỗi một cái tác phẩm người ta đưa ra cho mình xử lý đó, mình đừng quên nghệ thuật. Rồi bạn Linh thì chưa nói gì về nghệ thuật hết. Tuy nhiên thì trong các cái bài làm thì cô thấy đây là một cái bài mà nhìn vấn đề tương đối sâu, triển khai tương đối rõ. Cô lấy ra để cô minh họa cái phần làm văn này được 4.5 nha. Rồi chúng ta đã giải quyết xong một cái đề bài, coi như một cái cơ hội để xử lý vấn đề. Đây, bây giờ thì sao? Bây giờ giải lao được chưa? Có muốn giải lao không hay là học tiếp? Do trên màn hình có 9 bạn thôi cho nên cô không có nói chuyện được với nhiều người nha. Không biết cô xử lý còn kém lắm. Bạn Thuận nè, mệt chưa? Dạ cô bấm vô cái nút mà kế bên cái cam cam hết trơn đó cô. Kế bên cái cam cam. Dạ, ở dưới. Ở dưới. Dạ ngay cái chỗ mà có hình người rồi có số 32 cô. Khoan để cô quan sát coi. Cái hình người có số 32. À đây. Dạ, ở đó cô thấy được nhiều bạn hơn cô. Ừ, rồi xin lỗi các bạn, hồi nãy giờ cô còn non kém quá cho nên cô không nhìn được, không nhìn ra được. Rồi chút nữa cô sẽ gọi những người còn lại ha. Học nãy giờ mệt chưa, nghỉ giải lao được chưa? Bạn khuyên ơi. Dạ cô. Giải lao 10 phút được chưa? Dạ giải lao đi cô, để con đánh thuật cái này con quay lại. Nó ngồi ở đâu mà đánh nó? Dạ nó ngừng đây thôi cô. Rồi giải lao 10 phút nha, 15 phút đi nha. Dạ. Rồi. Giải lao bây giờ mình sẽ tắt cái micro ở chỗ nào? À rồi. Rồi dừng chiếu đi cô ha, hay là lát nữa. Rồi dừng. Chiếu đi, lát chỗ mình chiếu lại. Giải lao 15 phút.
Mình gửi qua đâu Hiếu? Anh gửi qua Zalo cho cô, cái cô. Không không, mình gửi qua đâu thì nó sẽ nhận được cái này. Bây giờ nếu cô hãy tin Zalo của mình xong rồi cái cô mở thì nó ra luôn. Hãy tin Zalo của mình. Ví dụ không, cái hãy Zalo cái cô lấy cái Zalo về thì cô em tải trên Zalo xuống. Hoặc là cô tải cái file đó, cái tệp đó Zalo về máy. Cô mở trực tiếp cũng được luôn. Tức là muốn đưa cho nó để về tối mai đưa. Giờ thì nó chỉ nhìn như thế nào, đúng không? Ví dụ như vậy, em phải cái file đó qua cho cô luôn. Không, có không, ý là cái file thì ví dụ như là em mới cắt cho cô. Cô gửi cho em hoặc là cô gửi cho thầy Vũ ai đó thì cô đao về mới được. Ví dụ như em đó, đó. Dạ, dạ. Ý chi là giao bài. Đúng rồi cô. Cô hãy đó ra luôn. Cô giao bài cho nó thì cô gửi cho cái group Zalo mình đi cô. Group Zalo ngon á. Cái group mà nó nói là nó lớn thì nó có group Zalo. Đúng rồi, cô gửi vậy cho nó dễ cô. Còn nãy em giao bài là em mở cái tay Word lên ký này luôn cô. Mà cô nó nhiều đứa nó đánh cái tay Word mình sửa sướng mình lấy cái bản này mình biết mình được.
còn đứa nào nó viết thì chịu thôi. Yeah.
tiếc là nó tiếc là nó. Bây giờ mình sẽ vô cái túi trình bày ngay đúng không? Vô trình bày ngay để cô chỉnh chỉnh. Cô có hỏi là em biết cô đáp mỗi gì rồi. Bây giờ bắt đầu dạy luôn cho cô. Làm sao cho nó hiện ở vô đây? Hiện nhỏ lại không cô? Rồi, được rồi. Cho nó bỏ mất cái này đi. Đây là cô muốn. Cô muốn.
Rồi cô muốn cái danh sách của tụi nó thôi, còn cái này thu hẹp lại. Hồi nãy mình thu được cái khoản này là để mình hiển thị bài đó, đúng rồi. Giờ mình lên trình bày ngay ha. Trình bày ngay vô cái phần Tây Tiến. Rồi giờ vô này đi. Alo, mọi người xuất hiện hết chưa? Mọi người xuất hiện hết chưa? Lan Anh có chưa? Lan Anh ơi. Dạ, con có cô. Hoàng Giao Tiên có chưa? Giao Tiên. Dạ có cô. Ân có chưa? Ân. Bạn Ân đâu rồi? Chắc đi ngủ rồi ha. Khánh Duyên có chưa? Dạ có cô. Mai Hân có chưa? Dạ có cô. Giáng Khanh, Khánh Giang có chưa? Dạ có. Ngọc Linh. Ngọc Linh đâu? Linh có mặt không? Minh Hạnh có mặt không? Mic của bạn Linh không có bật được đó cô. Phương Linh có chưa? Phương Linh. Dạ con Minh Hạnh có nha cô. Rồi. Thu Hồng, Thu Hồng có chưa? Dạ có cô. Rồi, Tiến Phát. Tiến Phát đâu? Tiến Phát ơi. Chắc đi quá. Tuyết Nhi ơi. Nhi à, Nhi ơi. Nhi ơi. Anh Thư có chưa? Dạ có cô. Có rồi ha, bây giờ mình tiếp tục nha. Năm nay có dịch nè. Nếu mà thơ đi, giả sử tình huống mà cho thơ đi, thì bài Tây Tiến cũng có cái hợp lý đó, đúng không? Cô chưa gì? Cô chưa điểm danh con. Biết rồi, cô điểm danh tượng trưng thôi. Rồi, để nhân tượng trưng bất ngờ coi. Thí dụ như ngày xưa đó, người chống giặc á là sứ mệnh, thì bây giờ chống dịch đó, thì cũng biết bao người lính cũng phải ở trong cái tư thế sẵn sàng chiến đấu, đúng không? Cho nên bài Tây Tiến cũng có lý do để cho lắm ha. Đó mình đã ôn cái ba cái khổ thơ, hai khổ thơ đầu rồi, bây giờ còn cái khổ thơ trọng tâm mình sẽ bổ sung thêm, chấn chỉnh thêm. Bây giờ giả sử như cái đề cho thế này là em hãy cảm nhận về vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong khổ ba, rồi từ đó làm rõ được cái chất bi tráng trong bài thơ, trong đoạn thơ trên. Mấy bạn nắm được cái đề chưa? Ví dụ cái đề người ta cho là cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây Tiến trong đoạn, trong khổ số 3, từ đó làm rõ chất bi tráng của đoạn thơ trên. Hoặc nếu như không hỏi về chất bi tráng, người ta hỏi là làm rõ phong cách thơ của Quang Dũng, thì đương nhiên phong cách thơ là có bi tráng rồi, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cô phỏng vấn nha. Bạn Phương Thanh. Phương Thanh. Dạ cô. Rồi bây giờ trả lời cho cô biết coi, với cái đề như thế em sẽ chia ra làm mấy phần chính trong bài, trong thân bài? Em sẽ chia ra thân bài làm mấy phần chính, những nhiệm vụ chính của em là gì? Dạ chia làm hai phần cô. Hai phần đó là gì? Dạ thưa cô, là vẻ đẹp lãng mạn và vẻ đẹp bi tráng. Ủa không, cái đề cô nhắc lại nè, cảm nhận vẻ đẹp của người lính Tây Tiến, từ đó làm rõ chất bi tráng trong đoạn thơ. Nếu mà các em chưa có nắm được, các em có thể ghi cho từng giấy nháp. Hai phần chính, phần thứ nhất là? Dạ, phần thứ nhất là vẻ đẹp của người lính, phần thứ hai là bi tráng của người lính. Không, chất bi tráng là không phải của người lính mà là của thơ Quang Dũng.
chứ không phải của người lính đâu. Của Quang Dũng, cái cách chất bi tráng mà Quang Dũng thể hiện trong đoạn thơ. Nắm được chưa? Dạ. Thì cô có gửi trên Classroom mấy cái nhan đề. Thì khi mà phân tích một cái tác phẩm thì nếu có vấn đề cần bàn về nhan đề, chúng ta sẽ bàn nha. Đó là cái nghệ thuật để diễn giải vấn đề ra, để giải nén ra. Mặc dù người ta cho cái đoạn trích thôi, nhưng mà nó xuất phát từ một tác phẩm và tác phẩm đó có nhan đề. Thì các bạn chú ý, chúng ta sẽ đi từ từ thông thả mà đi, đưa ra nhiều kiến thức, trong đó có kiến thức và nhan đề. Thì bàn về cái nhan đề, trước khi đi vào đoạn thơ, ta hãy bàn về nhan đề của tác phẩm mà trong đó có đoạn thơ. Đó, nhan đề Tây Tiến. Cô có gửi trên Classroom, bạn có nhận chưa? Bạn ơi, có đọc cái nhan đề không? Có không Trúc? Thành Hồ Thanh Trúc. Dạ. Chưa mở ra được, đúng không? Dạ. Phải có kỹ thuật để giải nén. Thì nói về nhan đề cũng là một cái cơ hội để phô diễn kiến thức đó ha. Thì trong cái khổ thơ thứ ba đó, thì cái nỗi nhớ đó đã lên đến cao trào, đã thể hiện cái nỗi nhớ ở mức độ cao điểm nhất, nhớ về binh đoàn Tây Tiến đó. Thì các em đi từ cái nhan đề, các em đi vào đoạn thơ ha. Rồi trước khi đi vào trong đoạn thơ đó, mình sẽ giới thiệu như thế nào về hình ảnh người lính Tây Tiến. Cô phỏng vấn nha, Tuyết Nhi. Trước khi đi vào đoạn dạ. thơ, ừ, nói đi. Dạ cô nói lại, nhà con ồn quá con không nghe. Trước khi đi vào đoạn thơ để làm rõ đó, ta sẽ giới thiệu như thế nào về hình ảnh người lính Tây Tiến. Dạ thì đầu tiên là ta sẽ giới thiệu là người gốc xuất xứ của người lính Tây Tiến là những thanh thiếu niên tri thức. Có thiếu niên nữa hả? Có thiếu niên nữa hả? Dạ những thanh niên tri thức là tầng lớp tiểu tư sản. Ừ. Dạ xong rồi cái em nghĩ là giới thiệu. Rồi, có ai bổ sung thêm giúp bạn không? Bạn Trúc bổ sung coi nào. Bạn Trúc bổ sung thêm gì nữa nè? Dạ là có thứ xin mời à. Lý do. Lý do gì? Lý do những người thanh niên đi ra những nơi để vậy họ không bảo vệ tổ quốc, thiếu tính chuyên nghiệp rồi nha. Thiếu tính chuyên nghiệp rồi. Rồi ai có thể nói thêm, Minh Hạnh có thể nói thêm gì không? Minh Hạnh có thể nói thêm gì không? Tôi cô đặt cái máy em lắc cò. Nói không được hả? Cô hỏi lại đi cô. Hỏi lại nha. Khi mà trước khi đi vào đoạn thơ đó, ta sẽ giới thiệu những gì về người lính Tây Tiến. Thì hồi nãy đó bạn có nói là xuất thân là sinh viên học sinh nhưng mà thiếu Hà Nội rồi. Ngoài cái ý đó ra mình giới thiệu gì nữa? Dạ cô làm giới thiệu về người lính là thứ nhất là về ý lý tưởng chiến đấu. Lý tưởng chiến đấu. Hết chưa? Ý là những người lính Tây Tiến là xuất thân là những trí thức Hà Nội Rồi còn gì nữa không? Và mình có nói sơ qua cái vẻ đẹp hào hùng, bi tráng cũng như cái vẻ đẹp lãng mạn của người lính.
trên đường hành quân. Vậy hả? Các em cần phải nói về cái vẻ đẹp riêng của người lính Tây Tiến nha, khác với những cái người lính trong các cái tác phẩm thơ ca thời kỳ chống Pháp, xuất thân từ nông dân, thì người lính Tây Tiến là tầng lớp trí thức, cho nên họ có một cái đời sống tinh thần rất là phong phú nha. Họ có một cái vẻ đẹp kiêu hùng của người lính, đồng thời tâm hồn của họ cũng rất đổi hào hoa, đa cảm, đa tình. Đó, thì cái đó là mình phải giúp cho người ta nhận thấy vẻ đẹp riêng. Chứ nếu mà không lưu ý về cái điều đó trong quá trình phân tích đó, thì cả bài của mình sẽ không có chiều sâu. Thì do xuất thân từ tầng lớp trí thức, sinh viên, học sinh ở Hà Nội, phần đa là sinh viên, học sinh, cho nên là họ có một vẻ đẹp riêng, họ có một cái chân dung diện mạo riêng ha, có vẻ đẹp tinh thần, có đời sống tâm hồn rất là đặc sắc. Đó là cái tinh thần rất là kiêu hùng, đó là phẩm chất kiêu hùng, và một cái đời sống tâm hồn rất hào hoa. Họ rất là hào hoa, đa cảm, đa tình. Đó, cái đó ngay từ đầu chúng ta nên nói, chứ nếu bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Rồi đi vào khổ thơ thứ ba nha. Đi vào đoạn thơ thì mình sẽ chia ra như thế nào? Đoạn thơ này có 8 câu đúng không? Mình sẽ chia ra bố cục như thế nào? Nhắc lại cho cô Hồng Châu. Hồng Châu, Hồng Châu đi đâu mất rồi? Rồi, không có Hồng Châu. Mời bạn Anh Thùy. Dạ. Dạ, chia ra làm hai phần. Nói đi, nói đi. Dạ, 4 câu đầu là nói về không khí tươi vui của đêm. Như vậy? Đâu phải đoạn đó. Ủa, đoạn sau hả cô? Ừ. Để con coi lại. Trời ơi, chia ra như thế nào? Dạ, chia thành ba phần. Không, 8 câu thôi, cô không chờ mấy câu cuối. Cô không có chờ 4 câu cuối. 8 câu. 2 câu đầu thì nói về vẻ bi tráng của đoàn quân Tây Tiến. Còn gì nữa không? Dạ. 2 câu tiếp thì lại nói lên là tâm hồn lãng mạn của người lính. Tâm hồn lãng mạn, còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Mở giùm cô cái bao qua bôi. Bao qua bôi. Dạ, con tới đó rồi cô. Trời ơi, nhìn vô mà không thấy. 4 câu đầu và 4 câu sau. Đó, đúng rồi, cô muốn mở cái đó đó. 4 câu đầu, 4 câu sau. 4 câu đầu nói về cái vẻ đẹp trong chiến đấu. 4 câu sau, tinh thần hy sinh cao cả. Nói về vẻ đẹp trong sự hy sinh. Rồi, cái bảng này thấy được chưa? Cái đó nhìn vô là phải thấy chứ. Cái phần danh sách tên bên đây nữa. Vậy cô không có nhìn chiếu được. Vậy hả? Cô không chiếu được hả? Các bạn chờ cô chút xíu nha, cô đang điều chỉnh. Cô không chiếu được bao giờ mấy đứa ơi. Vậy là mình cùng. Khi mà cô hiện lên bao giờ mấy bạn có nhìn thấy không? Vẫn thấy cô. Lớp mình có nhìn thấy không? Minh Bảo có nhìn thấy không? Giờ thấy cô. Rồi, bây giờ cô sẽ chiếu bao giờ mà cô không thấy tên nha. Nha. Và các bạn sẽ gọi lẫn nhau nha. Đó thì cái phần bài thơ Tây Tiến đó, cái khổ ba là cái khổ rất là quan trọng. Cái khổ thơ số 3 mình sẽ luôn luôn nắm được cái bố cục. 4 câu đầu là vẻ đẹp trong chiến đấu, 4 câu sau hình ảnh người lính trong hy sinh nha. Trong chiến đấu đó thì ta sẽ làm rõ cái gì? Hôm trước cô có hỏi rồi, nhìn thấy cái màn hình nè ha, hoàn cảnh chiến đấu đầy thiếu thốn khó khăn,
tinh thần chiến đấu rất hào hùng mạnh mẽ, tâm hồn chiến đấu rất tâm hồn rất là hào hoa, đa cảm đa tình đó. Cô cũng có hiển thị lên những cái yếu tố nghệ thuật mà mình có thể khai thác nè. Em có thể bổ sung cho cô thêm những yếu tố nào nữa không? Trong bốn câu đầu á, bạn Bảo có thể bổ sung cho cô những yếu tố nào nữa không? Bảo ơi. Dạ con không biết cô. Không biết hả? Em nói cho cô về giọng thơ đi. Chỗ nào giọng thơ mềm mại? Dạ cô, giọng thơ mềm mại là bắt đầu từ cái câu mà thứ ba, mà bắt đầu từ cái từ thứ ba luôn. Câu số 3 phải không? Đấy, là cái từ mắt chừng thì nó vẫn là giọng mà kiểu nó mạnh mẽ, nhưng mà bắt đầu từ cái chữ từ gửi mộng qua biên giới là nó bắt đầu nhẹ nhàng lại. Rồi em nhận thấy rồi đó, bây giờ giọng thơ nó góp phần thể hiện cái điều gì? Dạ cô, là khi mà nó chuyển ra từ giọng hào hùng sang tinh tế thì nó tạo nên một cái sự quyến rũ hấp dẫn. Ờ, giỏi quá, sự quyến rũ, sự hấp dẫn, và nó hé mở cái đời sống tâm hồn của người lính rất dịu dàng. Được ha? Được ha? Thì cái này là cái yếu tố mà mình làm rõ cho ý A, ý B hay ý C? Cái giọng thơ này nè, mình làm rõ cho ý nào, A, B hay C? Dạ cô, là con nghĩ là cô cái ý B. B tập cô 7 cái C. Ý C. Sao ý B được, mình đang nói về tâm hồn mà, đúng không? Rồi em có thể giúp cho các bạn nhận ra cái cách dùng, cái cách diễn đạt của Quang Dũng, cái dáng Kiều Thơm nó đặc sắc như thế nào, nó có gì đặc sắc? Đặc sắc như thế nào? Nó nhanh nhanh để các bạn chờ. Con không biết rồi. Biết hả? Em gọi ai đi? Em gọi bạn nào? Dạ. À, gọi bạn Huy Thuận. Thuận, lên tiếng đi Thuận. Sự đặc, dạ, cô. Sự đặc sắc trong cái cụm từ dáng Kiều Thơm. Thưa cô, theo em là dáng Kiều Thơm là hình dáng của một người phụ nữ, một người con gái đẹp. Ừ. Đó có thể là ở đâu? Cô gái đó ở đâu? Cô gái đó là có thể ở Hà Nội. Ừ. Có thể là một người yêu, người thân trong gia đình, hoặc là một người mà chưa từng được gặp gỡ. Ừ, ý đó cô có nói. Rồi em còn thấy gì đặc sắc nữa không? Thấy gì đặc sắc nữa? Là ngay cái hình ảnh luôn hay sao, là khác luôn? Ngay chỗ đó đó, dáng Kiều Thơm á. Dạ cô, là gợi mở về một kỷ niệm về cái đời sống tâm hồn của người lính. Nó cho thấy những cái đời sống tâm hồn người lính rất là phong phú, rất giàu tình cảm. Về hình thức, em thấy gì không? Về hình thức của cụm từ đó đó, cách phối hợp từ ngữ đó, có thấy không? Dáng Kiều gọi ra hình ảnh thị giác mà Thơm, hình ảnh khứu giác, nó phối hợp với nhau thật là mới, thật lạ, và cũng thật hấp dẫn, thật quyến rũ ha. Cái cách phối hợp từ ngữ đó, dáng Kiều là gợi ra hình ảnh thị giác, nhưng mà Thơm lại gợi ra cái hương vị của khứu giác, làm cho cái hình ảnh người cô gái đẹp đó, hình bóng giai nhân đó, càng thêm sức quyến rũ, hấp dẫn, rất là đặc sắc. Cái bút pháp của Quang Dũng là bút pháp tài hoa nha. Là cái cách dùng từ ngữ mới lạ,
đặc sắc, mới mẻ, mới lạ, lạ lẫm và đặc sắc. Nhớ bình luận nha. Rồi, thế nói về cái đời sống chiến đấu đó, thì chúng ta sẽ phân tích những yếu tố nghệ thuật nào? Bạn Thuận gọi ai? Em gọi Khánh Duyên. Khánh Duyên. Cho cô biết trong ý B đó em nhìn thấy những yếu tố nghệ thuật nào để làm rõ tinh thần chiến đấu của người lính? Dạ thưa cô là em thấy được giọng thơ. Ừ, nói đi em. Dạ, giọng thơ thì ngang tàn. Đúng rồi. Hình ảnh dữ dội. Đúng rồi, hình ảnh con người rất là dữ dội. Còn gì nữa không? Còn gì nói thêm nữa không? Cô bổ sung nha, rất chủ động, rất ngạo nghễ. Hôm qua cái cách mà tác giả dùng từ không mọc tóc á, không phải là do, không phải chỉ do bệnh tật mà khiến cho tóc không mọc được, mà cũng gợi ra cái hình ảnh người lính chủ động cạo trọc đầu để tiện cho việc sinh hoạt, tiện cho việc chiến đấu. Đó là hình ảnh đầy chủ động. Thấy chưa nè, quân xanh màu lá thì cái màu xanh ở đây không hẳn chỉ là màu của những làn da xanh vì sốt rét rừng, mà còn là màu xanh của lá ngụy trang người lính chủ động khoác lên người để ẩn mình giữa núi rừng để chiến đấu. Đó, hình ảnh đầy chủ động. Ngoài cái sự dữ dội mà em nói ra, chúng ta còn thấy thêm hình ảnh đầy chủ động, giọng thơ rất ngang tàn nha. Đó là những cái yếu tố nghệ thuật mà cần khai thác để làm bật lên tinh thần chiến đấu rất kiêu hùng, rất dữ dội. Em gọi ai? Dạ em gọi là Bảo Quyên. Bảo Quyên trả lời cho con. Chúng ta đi ngược nha, tại vì cô lia cái máy không được, cho nên chịu khó nói một câu. Trong ý A, hoàn cảnh chiến đấu đầy thiếu thốn đó, em sẽ triển khai qua những yếu tố nghệ thuật nào? Quyên ơi. Rồi Quyên im hơi lặng tiếng rồi. Quyên đi đâu? Không có Quyên ở đây. Em gọi ai? Dạ con. Ừ, Quyên trả lời. Quyên trả lời. Ý A, em sẽ làm rõ những cái yếu tố nghệ thuật nào? Dạ thưa cô. Từ từ cô ra con, cho con nhìn chứ. Dạ. Hoàn cảnh. Dạ thưa cô, với A con sẽ làm rõ yếu tố nghệ thuật. Trời, làm tham khảo tài liệu phải không? Nhìn vô thơ dạ. Thấy đó là những cái hình ảnh đặc tả. Đoàn quân không mọc tóc, đoàn quân xanh màu lá, hình ảnh đặc tả về chân dung của người lính rất là khác thường. Khác thường do làm sao? Quyên. Khác thường do làm sao? Dạ do không có tóc. Khác thường do hoàn cảnh đầy thiếu thốn chứ sao do không có tóc? Cái sự khác thường đó là do đâu? Do hoàn cảnh vật chất đầy thiếu thốn, điều kiện khó khăn, môi trường khắc nghiệt. Nói được không? Phải nhớ được không? Quyền. Đó, mình phân tích hình ảnh đặc tả. Các bạn nhớ nha. Hình ảnh đặc tả. Tác giả đặc tả về cá nhân hay số đông? Quyền. Cá nhân hay số đông? Dạ số đông. Thế cái đoàn quân ngày xưa đó còn người ta còn đặt cho một cái nickname là gì? Đoàn binh Tây Tiến thời đó đó, thời đó đó. Cô ơi, cô đợi xuống nhà con mưa, con ra con lấy đồ cái con chạy vô. Trời ơi, đó là đoàn binh vệ trọc, các bạn có nhớ lời cô giảng không? Binh đoàn vệ trọc, cả một binh đoàn, ai nấy đều
cạo trọc đầu không để tóc. Đó, thì do làm sao? Do bệnh tật, do ốm đau, do đói rét, do điều kiện khắc nghiệt của rừng thiên nước độc khiến cho Binh Đoàn trở nên có một cái diện mạo khác thường. Cô đang nói ý A ha, còn ý B đó thì chúng ta sẽ nói về cái sự chủ động, cái tinh thần chiến đấu đầy chủ động và cái sự dữ dằn toát ra từ diện mạo. Đoàn binh ốm mà không yếu, còn tâm hồn đa cảm đa tình đó thì hồi nãy cô có hỏi và chúng ta đã trả lời được rồi. Thế thì trong cái bốn câu thơ đầu á, nói về cái hình ảnh nói về cái vẻ đẹp của người lính hào hoa đa cảm đa tình đó, chúng ta có thể liên hệ thơ của ai? Chúng ta có thể liên hệ thơ của ai? Mời bạn Dự. Liên hệ thêm, bổ sung thêm thơ của ai? Em biết được thơ của ai? Hình ảnh khắc nghiệt đó hả? Không, không. Nói về tâm hồn á, tâm hồn hào hoa, đa cảm, đa tình, ta có thể liên hệ thơ của ai? Không biết của ai hết phải không? Các em mà có tài liệu của Lê Thạch Thi trước mắt thì các em sẽ liên hệ cái câu thơ của Nguyễn Đình Thi trong bài thơ Đất Nước: những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng buồn chồn nhớ mắt người yêu. Thì cái tình yêu đó nó có ý nghĩa gì trong đời sống tâm hồn của người lính bạn Dự? Dạ. Đối lính, đối với người lính tình yêu có ý nghĩa gì không? Con thì đối với người lính tình yêu nó như là tiếp thêm sức mạnh cho các anh chiến đấu. Ừ. Và nó thắp sáng lên cái ý chí chiến đấu. Đúng rồi, nó bổ sung cho nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau ha. Đó thì ở cái đoạn thơ này nè, nếu mà mở ý ra, ta có thể làm bật lên được cái điều gì ở dân tộc ta trong thời chống Pháp không, bạn Dự? Bây giờ sang phần mở ý nha. Làm bật lên điều gì của dân tộc ta trong thời chống Pháp? Cái con thì ta thấy được là đó là một cái tinh thần sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc. Rồi vậy thôi hả? Còn thấy gì nữa không? Suy nghĩ thêm cô. Suy nghĩ thêm hả? Thấy hào khí của một thời, hào khí của thời chống Pháp á, rất hào hùng, rất sôi nổi, rất mạnh mẽ. Nó xuất phát từ cái sự tự nguyện của dân tộc ta, đúng không? Hào hùng sôi nổi qua cái tinh thần chiến đấu rất kiêu hùng á, ta thấy được cái sức mạnh của dân tộc trong thời chống Pháp, rất hào hùng, rất sôi nổi và đầy quyết tâm. Đó, mình nâng cao ý lên nha. Có những chỗ chúng ta cần nâng cao ý lên. Rồi bây giờ sang ý số 2, tinh thần hy sinh cao cả. Thì ta sẽ chẻ ra thành ba ý như cô đã hiển thị nè. Ta sẽ nói về cái chết đầy bi thương. Vậy bạn Dự gọi ai để nói cho con? Bạn Dự gọi ai? Con mời bạn Hồng Châu. Hồng Châu, trả lời cho cô coi. Châu ơi. Dạ cô ơi. Vậy cô nói lại câu hỏi luôn. Bây giờ khi mà đi vào cái chết của người lính đầy bi thương, em sẽ khai thác những yếu tố nào để làm rõ? Thưa cô, là nếu mà theo thơ thì mình sẽ khai thác cái dáng đứng của người lính lúc mà hy sinh, rất là hy sinh sao đứng, hy sinh mà sao đứng, cái dáng vẻ, dáng hình đó cô. Đó, em phịa ra. Xuống. Ôi, mình đang làm khổ ba. Em lạc qua khổ một rồi. Rồi nói cho cô coi, nói nhanh coi nào. Cái gì gợi ra cái chết bi thương? Những chi tiết nào, những cái ngôn ngữ này, những ngôn từ nào gợi ra cái sự bi thương? Ừ.
rồi không nói được phải không? À, đó là những cái từ rải rác, cụm từ Hán Việt biên cương viễn xứ gợi ra cái chết nơi xa xôi ha, cái chết ở những cái chốn xa xôi, đó, rải rác gợi ra cái chết nhiều đúng không, khắp mọi nơi, biên cương viễn xứ hiện gợi ra những cái miền xa, những cái vùng đất xa xôi hẻo lánh đó. Rồi tiếp theo, những cái yếu tố nào có thể dùng để nói lên sự bi thương đó, cái hình ảnh áo bào là cái tấm áo khoác để chống rét đã được thể hiện trong câu thơ, cho thấy sự thiếu thốn đến cùng cực ha. Đó, áo bào là cái áo khoác bên ngoài á, áo bào được tác giả sử dụng cho nó trang trọng thôi, chứ còn thực tế ra là cái tấm áo khoác thay cho những chiếc áo quan khi chết nha, thay cho những tấm chiếu cũng không có để chôn, phải lấy áo thay chiếu để chôn, cho thấy sự tận cùng của thiếu thốn ha. Đó, thế mặc dù vậy nhưng mà tác giả vẫn rất là trân trọng, rất là yêu thương khi mà dùng cái cách nói giản về đất để tôn vinh lên cái chết đó. Đó không phải là đi vào cõi chết mà đi vào cõi gì? Cõi vĩnh hằng. Đó thì cô hỏi tiếp em, đây là bút pháp tả thực hay bút pháp tượng trưng? Trả lời cho cô coi, bút pháp tả thực hay bút pháp tượng trưng? Dạ hô cô, là bút pháp tượng trưng. Ồ không, kết hợp cả hai. Chiếu là hình ảnh thực, nhưng áo bào là hình ảnh tượng trưng. Ta giả kết hợp giữa bút pháp hiện thực với bút pháp tượng trưng để giảm đi tính chất bi thương nha. Để giảm đi tính chất bi thương, để làm tăng lên cái sự trang trọng, sự trang trọng trong cái hình ảnh người lính hy sinh. Nhớ nha. Rồi bây giờ em gọi ai nữa? Dạ là bạn Bảo Châu. Bảo Châu, hồi nãy giờ Bảo Châu được gọi nhiều ha. Dạ con cô. Rồi Châu trả lời cho cô biết nè, cái ý B, lý tưởng quên mình em khai thác ở câu thơ nào? Dạ con khai thác ở câu chiến trường đi cảnh thiết đời xanh. Đúng rồi, em phân tích từ ngữ nào? Cảnh thiết đời xanh. Nói được điều gì từ ngữ đó? Dạ từ đời xanh là bật lên được một cái lý tưởng cao cả, một cái tinh thần chiến đấu của những người thanh niên Hà Nội. Gì? Cô nói lại nha, đời xanh sao bật lên lý tưởng được? Đời xanh là tuổi trẻ sao bật lên lý tưởng được? Bật đâu có được đâu. Vậy em chỉ cần giải thích đời xanh tức là tuổi trẻ, tuổi còn xanh, đúng không? Tuổi với lý tưởng đẹp đẽ, cống hiến, hy sinh cho đất nước. Em chỉ nói được cái tới mức đó thôi, chứ còn em phải đi vào cái chỗ khác để nói. Đó là chỗ nào? Dạ, chữ chẳng tiếc. Đúng rồi, chẳng tiếc đó là một cái sự, một cái thái độ rất là dứt khoát, không lưỡng lự, không đắn đo nha. Từ chẳng là từ phủ nhận, phủ định mạnh mẽ. Em có thể thế bằng từ không để so sánh. Cái giọng thơ rất là khí khái, đúng không? Giọng thơ đầy khí khái, đầy quyết tâm đó, không đắn đo, không phân vân, không lưỡng lự, để thấy được cái lẽ cống hiến rất là cao cả, lẽ hy sinh rất là cao cả đó, để qua đó mình đề cao được cái vẻ đẹp của người lính nha. Rồi thế chúng ta nhìn qua, em gọi ai nè, em gọi tiếp tục ai? Dạ bạn Giao Tiên. Giao Tiên, Tiên lên tiếng nè. Tiên ơi. Dạ con. Rồi bây giờ ý C em phân tích những yếu tố nào? Cô là ý C phân tích những yếu tố nào? Cô đợi con. Hãy
Đợi lâu quá à. Sao mã gầm lên, sao mã gầm lên khúc độc hành. Núi sông ở đây đại diện cho núi sông là ai? Cô đại diện cho núi sông là những người lính. Là sông mã. Ủa? Con sông mã như là một chứng nhân, đúng không? Dạ. Và cái chữ gầm, chữ gầm cho thấy cảm xúc gì của núi sông, của Hồng Thiên sông núi? Em thưa cô là đau lòng. Đau lòng. Phẫn nộ. Đau lòng, phẫn nộ. Còn gì nữa không? Tri ân khắc cốt ghi tâm. Ôi, cái đó em dùng từ lệch hướng rồi em ơi. Gầm là tri ân, gầm là ngưỡng mộ, gầm là giận dữ, là đau thương. Đau thương ha, giận dữ đối với kẻ thù, tiếc thương đối với người lính, và tri ân về cái sự cống hiến lớn lao của họ. Nói vậy nó mới đúng hướng nha. Khúc độc hành, em nói cho cô, em nói cho cô khúc độc hành gợi ra cái gì? Gợi ra ai, gợi ra điều gì? Thưa cô là khúc độc hành gợi ra điển tích trong văn chương. Gợi ra ai? Với lại gợi ra ai? Giờ gợi này ra nhân vật nào? Rồi giờ này không nhớ là không được đâu. Nhân vật nào? Nhân vật khinh kha thời chiến quốc, nhớ chưa? Dạ. Đó là người như thế nào? Có biết gì về người đó không? Dạ không. Không biết hả? Bó tay. Đó là tráng sĩ với một cái sứ mệnh lớn lao. Được giao sứ mệnh gì? Sứ mệnh giết Tần Thủy Hoàng. Biết nhân vật đó không? Và khinh kha biết rằng, xin khinh kha biết rằng dẫu chết, sẽ chết và chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn ra đi. Đó, khúc độc hành là cái khúc hát tiễn đưa của người bạn khinh kha. Người bạn khinh kha tên là Cao Tiệm Ly, đã có khúc hát tiễn đưa khinh kha à. Đó là khúc hát như thế nào? Cô giảng bài cô có nói rồi. Nước sông dịch thủy trừ lạnh ghê, tráng sĩ ra đi trừ không bao giờ về. Khúc độc hành là khúc hát tiễn đưa người ra đi không bao giờ về. Nó rất là bi tráng, đau thương nhưng mà mạnh mẽ. Đó, cái cụm từ khúc độc hành đó, thì các em phải giảng giải trong bài làm của mình ra. Đó, gợi ra hình ảnh ai đi ra đi với sứ mệnh lớn lao nào, và ra đi trong cái tình thế như thế nào. Nhắc lại cho cô coi nào. Nhắc lại coi. Alo. Thưa cô, khúc độc hành là nãy giờ cô giảng mà không để ý hả? Gợi ra hình ảnh của ai? Gợi ra hình ảnh của khinh kha thời chiến quốc. Đúng rồi, thời chiến quốc. Được giao cho sứ mệnh lớn lao là đi đâu? Được giao cho sứ mệnh là đi giết Tần Thủy Hoàng. Và biết chắc rằng là ra đi không về, không hẹn ngày, không không có ngày về. Nhưng mà sao? Nhân vẫn anh dũng hy sinh. Trời đất. Hy sinh là chuyện tương lai nữa, còn bây giờ là chuyện trong hiện tại của khinh kha nè. Vẫn quyết tâm ra đi, dứt khoát ra đi à. Cái này sao không rành ta? Cái này phải rành chứ.
em gọi ai nữa nè? Dạ thưa cô là Cẩm Miễn Lễ Khỏi Thưa, gọi ai? Dạ Mai Hân. Mai Hân. Dạ Mai Hân ơi, ngay tại chỗ này nè, mình có thể mở rộng ý thơ ra. Vậy Mai Hân có hướng nào mở rộng không? Có hướng nào mở rộng không? Có không? Dạ, con chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra hả? Cần phải biết thêm về bài thơ Tống Biệt Hành. Nếu mà em có sách của Lê Thạch Thi á, liên hệ ngay đúng chỗ luôn. Cái hình ảnh người đi trong cái bài thơ Tống Biệt Hành á, ly khách con đường nhỏ, chỉ nhớ chưa về bàn tay không thì không bao giờ nói trở lại. Mình chỉ cần thuộc hai dòng thôi. Chỉ nhớ chưa về bàn tay không thì không bao giờ nói trở lại. Nếu mà thuộc thêm nữa thì tốt, 3 năm mẹ già cũng đừng mong. Thì đó là cái tinh thần xả thân của thời vệ quốc. Những năm 40 cha ông ta đã quyết chí ra đi với tinh thần như thế, biết chắc là sẽ chết nhưng vẫn một lòng vẫn quyết chí ra đi đó. Để mình từ đó mình mới thấy được cái tinh thần tráng, cái tráng khí của người xưa ha, của cha ông ta trong thời chống Pháp. Tráng khí là cái khí thế của người tráng sĩ đi về chí hướng lớn lao á. Ngay chỗ này mình mở ý ra nha. Trong thơ có những chỗ mình cần phải mở ý ra. Đó thì cái khúc độc hành là chúng ta mở ý ra để thấy được cái tinh thần xả thân quên mình, cho dù biết rằng mình sẽ chết nhưng vẫn quyết chí ra đi. Đó là cái thời đại mà cha ông ta đã sống á, rất hào hùng và rất bi tráng nha. Rồi nãy giờ cô đã giúp cho các em khai thác về lời thơ để nói ra được những điều như vậy. Thế bây giờ nếu như người ta hỏi thêm làm rõ chất bi tráng trong đoạn thơ đó thì bạn gọi ai nè? Em gọi ai? Em gọi dạ, cô, con gọi bạn Ngọc Linh. Ngọc Linh. Bạn Linh ơi, Linh đâu rồi? Dạ cô. Rồi bây giờ chất bi tráng trong đoạn thơ trên, em sẽ có thêm một đoạn để em làm rõ. Vậy em sẽ làm rõ vậy em viết gì trong đoạn đó? Chất bi tráng. Không, con nghĩ là cái câu sông Mã gầm lên khúc độc hành. Trời, chị bám vô một câu thơ thì không nói được đâu. Nên mình phải tổng hợp cả đoạn thơ luôn. Em hiểu thế nào là bi tráng? Dạ, bi tráng là thể hiện sự mạnh mẽ. Rồi anh oai hùng. Oai hùng hả? Em phải chiết tự ra bi là bi thương. Nha, là những đau thương, là những mất mát, là những cái đời sống rất là cái sự cùng cực của đau thương đó người lính đã phải trải qua. Nó có ở 4 câu trên hay 4 câu dưới? Cái bi cái dạ thưa cô là 4 câu trên. Có 4 câu dưới không? Dạ 4 câu dưới cũng có luôn. Có luôn, nó rải ra trong đoạn thơ mà. Sống là sống trong tận cùng của thiếu thốn, nhà của gian khổ, chết là chết trong tận cùng của sự thiệt thòi, của sự đau thương. Đó là bi thương đó. Nãy giờ mình đã phân tích rồi, bây giờ mình chỉ chốt lại cái ý đó thôi. Còn tráng là gì? Tráng là gì? Tráng là sĩ. Người ta hay nói người tinh thần tráng sĩ, là thanh niên trai tráng. Tráng là mạnh mẽ. Tráng là mạnh mẽ, là hào hùng. Cái sự hào hùng đó bộc lộ ở 4 câu đầu hay 4 câu sau? Dạ cô là 4 câu đầu. Không có đầu sau thì cả đoạn thơ luôn à. Chiến đấu trong cái sự lẫm liệt ngang tàn và chết trong cái sự cao cả à, đẹp đẽ à. Chúng ta phải biết khái quát lên.
bi tráng, mình chỉ ra cho người đọc thấy à, bi là như vậy đó, tráng là như vậy đó, và qua đó là thấy cái đoạn thơ này nó mang một cái dấu ấn riêng, nó để lại một vẻ đẹp riêng trong thơ ca cách mạng ha. Thế mình sẽ có một cái đoạn riêng để mình nói về chất bi tráng, mà các em cần phải hiểu rõ bi là gì, tráng là gì, bi ở chỗ nào, tráng như thế nào. Chúng ta phải có một đoạn riêng để chỉ rõ cho người ta thấy lần nữa, mặc dù là trong quá trình phân tích mình có nói rồi. Rõ chưa? Dạ. Rõ chưa? Dạ rồi. Rồi ha. Vậy là trong đoạn thơ này thuộc thêm một vài câu trong tống biệt hành của Thâm Tâm nha. Rồi hoặc là nếu không thích bài thơ đó đó thì có thể thuộc những bài khác, miễn là nói đến cái tinh thần xả thân vì đất nước, vì dân tộc là được rồi. Thí dụ như có cái đoạn thơ của Chế Lăng Viên cô thích lắm nè. Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông. Cái này là có trong sách của ông Lê Thạch Thi, của thầy Lê Thạch Thi. Các bạn ai có cuốn đó quý lắm, coi lại nha. Rồi, thế cô đã ôn xong khổ thơ thứ ba, khổ thơ rất là quan trọng rồi đó. Bây giờ nếu như mà đi vào bài thơ sống á, mình sẽ không thể ôn lại về nội dung thôi, ôn lại về kiến thức nha các bạn. Ôn lại về kiến thức, cô có đưa đề trắc nghiệm, các em có nhận chưa, trong Zalo nhận chưa? Ân nhận chưa? Ân ơi. Rồi đi đâu rồi Ân? Dạ, cái này cô. Ân á. Dạ nhận rồi cô, trong group Zalo của tụi mình có rồi. Ân là giọng trai, là anh trai mà. Ừ, đúng rồi. Ủa em á hả? Cô tưởng giọng bạn nữ. Ân làm cho cô 5 câu đầu. Chúng ta sẽ làm cái đề mở Zalo ra. Mấy bạn vừa học vừa mở Zalo được không? Để cô chờ chút nữa. Chờ chút nữa để cô tìm tiếp nha. Mình sẽ làm mấy cái đề trắc nghiệm này nha. Chờ cô xíu, cô mở đề. Có nhiều người không kết hợp được điện thoại với máy tính thì phải thoát ra đúng không các em? Giờ cô túi thứ ba, túi của bài thơ sống. Cô không biết vô. Bạn Ân làm nông co đầu cho cô. Dạ. Xem đi, xem trước đi rồi trả lời. Dạ. Rồi được rồi. Cái bài thơ sống nha. Câu 1 nha. Xuân Quỳnh, năm sinh năm mất của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ủa bài sống hả cô? Sống. Tây Tiến xong rồi. Dạ. Cô chúc cô tìm cái bài sống đi. Mở sách đúng không? Dạ không. Dạ câu 1 hả cô? Cô không biết. Trả lời A, B, C hay D? Câu 1 là câu... Câu C. Câu C, rồi đúng rồi. Câu 2, thông tin nào sau đây về Xuân Quỳnh là không chính xác? Thông tin nào sau đây về Xuân Quỳnh là không chính xác? Ừ.
Dạ con không biết. Không biết hả? Nhìn vô sách coi. Dạ hình như có hai là cô D đó cô. Cô D là những thông tin tên đều chính xác đúng không? Dạ không, cô E mới là cô thông tin trên đều chính xác. Dạ chọn cô E đúng không? Dạ không, con chọn cô D. Chọn cô D, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam là không chính xác đúng không? Dạ. Chọn con nào? Dạ, có E cô. Ừ, vậy là chúng ta sẽ nhớ những kiến thức này để làm gì? Để mở bài. Dạ, để đi mở bài. Cô ba. Tập thơ nào? Dạ. Tập thơ nào không phải của Xuân Quỳnh? Dạ là cô cô B. Đúng rồi. Cái nào có trong cái phần tiểu dẫn là của Xuân Quỳnh vậy, nhớ để mở bài ha. Câu 4, bài thơ sống. Dạ, câu 4 là câu A. Câu 4 là A, đúng rồi, Hoa Dọc Chiến Hào. Nhớ xuất xứ nha, trích trong tập thơ Hoa Dọc Chiến Hào. Đó, thế bài thơ nào được phổ nhạc trong những bài thơ này? Được phổ nhạc là bài, dạ câu A. Là cả ba bài trên, câu D. Dạ, điều này cho thấy thơ Xuân Quỳnh nó có giá trị như thế nào? Dạ là nó có giá trị nghệ thuật, là để cho người ta phổ lại nhiệt. Ồ, giá trị nghệ thuật hả? Khiến cho người ta say đắm, yêu thích, đó, đi vào lòng người. Rồi những thơ Xuân Quỳnh, rất nhiều bài thơ đã được phổ nhạc, điển hình là ba bài này. Thì cái này mình có thể sử dụng trong mở bài và trong kết bài, được chưa? Để đánh giá về Xuân Quỳnh. Đó. Rồi xong, em gọi ai? Dạ, con gọi bạn con gọi bạn bạn Công Minh. Công Minh, Minh lên tiếng nè. Dạ cô. Lập tiếp từ câu 5, từ câu 6 cho tới câu 10. Dạ, vậy thưa cô là câu 6 là câu B. Câu 6 là câu B hả? B, đọc câu B coi. Dạ là hình ảnh ẩn dụ cho tâm trạng người con gái đang yêu. Thực ra đúng không phải là câu B mà là câu D cả ba. Có khi nó là hình ảnh tả thực. Ở trong khổ đầu á, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Đó là hình ảnh tả thực. Ha. Rồi cũng vừa tả thực vừa nhân hóa, làm cho con sống có những cái trạng thái như con người. Rồi có khi được dùng để ẩn dụ, rồi có lúc dùng để đối sánh với người con gái khi yêu. Vậy thì con sống xuất hiện ở nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Rõ chưa? Dạ. Cái này mình dùng để mình bàn luận về cái nhan đề hay là cái hình tượng sống trong thơ trước khi đi vào đoạn thơ AB XYZ nào đó. Mình có thể bàn về cái phần này, nói thêm về cái điều này trước khi đi vào đoạn thơ nha. Rồi, em dạ. Làm tiếp câu 7. Dạ, câu 7 là câu A là đúng không? Câu A là đúng. Bài thơ sống, hình tượng sống và em tồn tại nhưng có tác dụng soi chiếu vào nhau, bổ sung, cộng hưởng cho nhau. Điều đó đúng. Rồi, cho qua đúng đó. Câu 8. Dạ, câu 8 là con chọn E. Đúng rồi, tất cả những điều trên. Vậy trả lời biết cho cô biết coi, khát vọng muôn đời của tuổi trẻ là nó rơi vào khổ nào của bài thơ? Dạ, để con tìm xíu nha cô. Thơ hay là phải thuộc.
Dạ con nghĩ là khổ 2. Chính xác là khổ 2. Ôi con, cái câu mà nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ đó, nó là khổ 2. Rồi, yêu là nhớ, rồi vào khổ nào? Dạ, yêu cô là khổ thứ 6. Đúng, yêu là thủy chung là khổ mấy? Chắc là khổ 2 luôn. Tầm 7. Trả lời lại lần nữa đi. À, cái khổ nào mà dẫu xuôi về phương Bắc. Khổ 7 về... Khổ 7 và, dạ, dạ. Và khổ. Và khổ thứ 8. Đúng. Khát vọng được, được bất tử với tình yêu đó, nó là khổ, dạ. Mấy? À, cái vĩnh viễn hóa cô dùng cái từ hơi rườm rà thôi, cô dùng cái từ bất tử thay vĩnh viễn hóa nha. Khát vọng bất tử với tình yêu là khổ mấy? Dạ khổ cuối. Đúng, khổ cuối. Vậy cái câu số 8 này nè, cung cấp cho các em cái bố cục của bài thơ. Cả lớp rõ chưa? Người ta cho cái khúc nào thì mình phải nắm được ý của khúc đó ha, để mình thiết kế một cái dàn bài. Còn nếu mà học mà không có nhớ ý, mà tham khảo người ta nói lung tung á, nó sẽ rối lắm. Theo cái dàn bài của hướng dẫn thì ý nó rõ nha. Bây giờ đổi không khí nè, em gọi tiếp người khác đi. Dạ, em gọi bạn bạn Ngọc Huyền. Ngọc Huyền, lên tiếng Ngọc Huyền. Ngọc Huyền, rồi lên tiếng nè, làm tiếp câu số 9. À, chưa, để cô kéo đề lên. Câu số 9. À, A là trạng thái trái ngược nhau ở sóng biển. B là trạng thái phong phú, phức tạp, có khi đối lập nhau trong tâm hồn người đang yêu. C, nét tương đồng trong các trạng thái phức tạp của sóng biển và sóng lòng. Chốt lại lần nữa coi. Câu C. Nếu chỉ chọn câu A, đáp án nó cạn quá, mình chỉ hiểu theo nghĩa đen thôi. Vậy mình chọn câu C, nghĩa của nó sẽ sâu hơn. Mặc dù ý A và ý B không sai ha. Vậy là mình sẽ dùng những cái ba cái ý này để bàn về hai câu đầu. Cả lớp nhớ chưa? Ba cái ý này là để bàn về hai câu đầu. Nó có cả ba, nhưng mà ý C là cái ý lớn nhất, là cái ý rộng nhất, cho nên chọn ý C là hợp lý nhất ha. Rồi tiếp tục câu số 10. Cô là 10D. Rồi chính xác. Cái khổ thơ này cho thấy cái sự bối rối, cái sự băn khoăn, sự bối rối của người phụ nữ khi truy tìm cái điểm khởi đầu của tình yêu. Đó, cái điểm khởi đầu của tình yêu không thể nào xác định được. Vậy là chọn câu D là đúng. Em gọi ai? Gọi ai nhanh nhanh. Nói tên to lên. Khanh. Giáng Khanh. Rồi. Cái khổ thơ dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Nó lên nét riêng nào trong tình yêu của người phụ nữ? Dạ thưa cô, là câu C. Câu C, chính xác câu C. À, rồi, câu số 12. Câu số 12.
Câu C, một tháng lao âu, nhưng để thúc đẩy đến cái cách ứng xử tích cực. Đúng rồi, các em sẽ lấy cái ý này để bình luận, làm cho cái lời bình của mình có chiều sâu hơn nha. Còn cái ý A và ý B vẫn đúng, nhưng ý C là ý hay nhất. Nếu được chọn, nếu bị chọn thì mình chọn ý C, nhưng mà nếu sử dụng thì mình có quyền sử dụng cả ba ý luôn, để cho cái lời bình của mình nó sâu sắc hơn. Rồi câu số 13. À, đúng rồi, 13D là ý hợp lý ha. Rồi, em gọi ai? Phương Uyên lên tiếng nè. Dạ cô. Tâm hồn của người phụ nữ trong bài thơ sống. Nếu chỉ nếu phải chọn thì chọn câu D. Câu D nó là cái câu mà diễn tả đúng nhất tâm hồn của người của Xuân Quỳnh trong bài thơ sống, của người phụ nữ trong bài thơ sống. Những cái kia cũng có nhưng mà chưa đủ, các bạn hiểu không? Những cái kia cũng đúng, cũng có nhưng mà chưa đủ, và ý D là ý đủ nhất. À, khi mà mình học văn á, là mình học cái cách diễn đạt, thì chúng ta sẽ chọn cách diễn đạt nào sâu sắc nhất, đầy đủ nhất. Em gọi ai? Dạ bạn Khánh Duyên. Khánh Duyên. Duyên ơi. Duyên à. Dạ cô. Chọn câu nào của câu 15? Dạ câu 15D. Đúng rồi. Vậy mình xài hết ba ý này để dành trong phần đánh giá về nghệ thuật nửa điểm nha. Trong thang điểm 5 thì nghệ thuật là nửa điểm. Mình sẽ đưa những cái điều này vô. Câu số 16. Dạ câu D. Câu D với biển. Thuyền và biển của Sơn Quỳnh. Dạ câu B. Câu B hả? Không, bài thơ sống. Sống của Xuân Diệu. Sống của Xuân Diệu. Nhớ bài A là sống nha. Bài A là của Xuân Diệu. Có cái câu mở đầu nè à, dữ dội. Không phải. Ừ. Không phải, không phải. Để cô nhớ câu mở đầu mà. Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng. Biết bài đó không? Dạ không. Không. Đó, bài thơ sống của Xuân Diệu. Mấy bài kia của Xuân Quỳnh. Bài câu số 17. Ủa cô, 17 là tự luận hả cô? 17 hả? À, bây giờ chỉ cho cô phép điệp thôi. Chỉ cho cô phép. Chỉ cô là phép điệp từ con sóng. Nhìn chưa rộng, góc nhìn chưa đủ rộng. Nếu nhìn rộng thì chúng ta sẽ thấy điệp cấu trúc câu. Câu 1 và câu 2, dòng 1 và dòng 2 cấu trúc giống nhau nha. Con sóng nhớ bờ, lòng em nhớ anh. Câu 3 và câu 5 giống nhau. Đó chưa? Điệp cấu trúc câu. Cả lớp nhìn ra không nè? Cái phép điệp cấu trúc này nè, nó làm nó là tạo nên cái âm hưởng của sóng nha. Nó diễn tả nỗi nhớ một cách da diết ha. Nỗi nhớ được diễn được thể hiện một cách da diết. Đó, tác giả đã tô đậm nỗi nhớ nhiều lần ở nhiều dòng thơ khác nhau, bằng nhiều hình thức khác nhau, ở nhiều đối tượng khác nhau. Đó là phép điệp cấu trúc á, nó tạo âm hưởng của sóng và hình thức nha. Tạo âm hưởng của sóng, những cái đợt sóng rì rào dào dạt bổ bờ không nguôi, rồi nó tô đậm nỗi nhớ của người phụ nữ khi yêu bằng nhiều cách khác nhau, bằng nhiều hình thức khác nhau. Chỗ này phải nhận diện ra được phép điệp cấu trúc đó chưa. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái đề khác nữa. Cái này làm sao xoay lên ta, cô không biết xoay luôn á. À, cũng lại là sống nhưng mà cô ngẫu hứng cô soạn đề mới. Em gọi ai nè?
Dạ em gọi Phi Thuận. Phi Thuận, Phi Thuận có thể mở Zalo trả lời cho cô, trả lời lại cho cô. Dạ. Tập thế nào không phải của Xuân Quỳnh? Dạ cô là câu C. Đó là câu C, đó là bài thơ cuộc đời, đúng rồi. Tại sao chúng ta biết? Tại vì ba tập thơ trên có trong phần tiểu dẫn kết luận tập thơ không có, không phải của Xuân Quỳnh. Cứ kết luận đại vậy đi. Rồi ha, câu 2. Dạ câu 2. Dạ câu D. Đúng rồi, Hoa Dọc Chiến Hào. Câu 3. Dạ cô là câu D luôn. Câu D luôn. Ừ đúng rồi. Những câu kia cũng có, nhưng mà câu D là nó rộng nhất, nó đầy đủ nhất. Câu số 5. Ủa hình như mình làm rồi mà ta. Dạ câu số 5. Dạ câu có E. Chưa nói đúng về ý nghĩa của hình ảnh sống. Câu A là tầm 7 rồi. Không phải câu A. Cả A đều đúng. A đúng. B đúng luôn. C đúng luôn. Có lúc là so sánh, có lúc là ẩn dụ, có lúc là tả thực. Vậy câu D mới là câu chưa đúng. Đọc câu D cho cô coi. Dạ cô, là hình ảnh về người mà người con gái đang yêu. Tức là hình ảnh của anh á. Câu D mới là câu chưa đúng. Hiểu không? Em gọi ai? Em gọi ai? Dạ. Dạ em gọi bạn anh Thùy. Anh Thùy. Thùy ơi. Dạ. Rồi câu số 6. Dạ. Chưa đúng. Tại cô không dạ, biết câu. Câu 6. Gì? Câu B. Câu 6 là câu B. Yêu là chấp nhận sự hy sinh. Ừ đúng rồi. Câu 6 là chưa đúng ha. Rồi câu số 7. Dạ câu 7. Câu 7 là C. Câu 7 C gọi sự đa dạng của con sóng biển. Chắc không? À dạ chưa, từ từ cô. 7 D. 7 D. Diễn tả sự phức hợp trong tâm hồn người con gái đang yêu. Đúng không? Dạ, vậy là câu B đó cô. Chốt lại câu gì? Dạ câu B. Ừ, ta chất nhạc cho bài thơ. Bài thơ này chất nhạc. Câu B đúng nha. Câu số 8. Dạ câu 8. Dạ câu dê. Câu dê. Đúng rồi. Mặc dù nói về con sống, nhưng mà cái đích đến cuối cùng là nói về cái tâm trạng, cái trạng thái đầy phức tạp của người phụ nữ đang yêu. Rất phức tạp và rất khó hiểu. Rồi em làm tiếp cho cô câu 9. Dạ câu 9 là câu dê. Sao kết luận nhanh? Dạ. Đúng rồi, nãy làm rồi. Rồi câu 10. Nãy cũng làm rồi luôn. Dạ có 10 dê luôn. Đúng rồi. Thế bây giờ những cái đề này là cô không phải là soạn để đánh đố, mà là soạn để cung cấp cho các em những cái ý có cần nói trong bài làm của mình. Các em tham khảo nha. Tham khảo để có ý để nói nha. Mình nắm được cái bố cục và mình biết bình luận, đi sâu vào ngôn từ, đi sâu vào từng cái lời thơ để mình bình luận cho ra ý. Mặc dù á,
là hồi nãy giờ hỏi truy các em câu nào đúng nhất, mà thực tế khi làm bài các em có thể xài nhiều nhiều câu và trong đó chốt lại bằng một cái câu sâu sắc nhất là người ta sẽ rất là hài lòng đó chưa. Soạn ra cốt để mình có ý để mình vận dụng vào trong bài làm. Rồi hôm nay thì mình đã ôn chỉ mới ôn kiến thức của bài thơ sống thôi. Cái tình hình dịch này thì không biết kéo dài cho tới bao giờ, và cái chuyện thi cử là không biết có đúng hẹn đến hẹn lại lên hay không, cho nên là chúng ta không cần thiết phải đi vội ha. Bữa sau nè, bữa sau mình sẽ tiếp tục bài thơ sống và dặm giá về đất nước và Việt Bắc nha cả lớp, cho xong cái phần thơ ha. Rồi nhiệm vụ của bữa sau là như thế, cho nên là chuẩn bị tinh thần. Bữa sau là tuần sau nha, cũng hẹn các em cũng vào ngày này giờ này, giờ này vào thứ tư tuần sau chúng ta sẽ làm tiếp. Hôm nay mình nghỉ được chưa? Dạ rồi cô. Nghỉ được rồi hả? Học nãy giờ có mệt không? Học hồi nãy giờ có đủ mệt không hay là vẫn còn sướng? Dạ đói quá cô. Đói quá hả? Rồi mình nghỉ nha. Rồi cô kết thúc buổi học nha. Rồi cảm ơn em. Chào cô ạ. Rồi chào các em. Cô. Ừ bye. Chào cô. Bye. Dạ chào cô. Ừ chào các em. Ừ rồi cô ngưng nha.